chương một tiên tôn trở về trên đỉnh núi thái sơn một tia chấp xẹt qua hư không phá tan đài tế lễ trên đỉnh núi thái sơn sấm xét giữa trời quang cộng thêm di tích cổ đại bị đánh nát nhất thời tạo ra đề tài bàn tán sôi nổi một mà lúc này trên chuyến tàu cao tốc từ thái sơn đến tân châu một thanh niên đang ngồi trên tàu với vẻ mặt xuất thần gương mặt như điêu khắc của thanh niên trông có vẻ tái nhợt nhưng lại khó kiềm nén vẻ hiên ngang lộ ra khí phách bất phàm mình thật sự được trọng sinh rồi ư, hay đây chỉ là ảo giác? Thanh niên thở dài, anh đã khẳng định mấy lần trên đỉnh núi Thái Sơn rồi, nhưng vẫn không thể nào tin được, bây giờ anh lại cảm ứng kỹ lần nữa, nhận ra Thái Hoàng Kinh trong cơ thể không thể nào vận chuyển được nữa, toàn bộ tu vi trong cơ thể đã mất sạch sành xanh, chỉ còn lại chút khí tức bảo vệ cơ thể của Thái Hoàng Kinh. Xem ra mình thật sự trở về rồi, không ngờ mình lại trở về trái đất, hơn nữa còn là năm 20 tuổi thanh niên đó tên là Lạc Tú, là truyền nhân cuối cùng của Thái Hoàng Nhất Mạch. Ban đầu Lạc Tú chỉ là một người bình thường, nhưng may mắn tiến vào tu chân giới lấy được Thái Hoàng Kinh, trở thành truyền nhân cuối cùng của nhân mạch Thái Hoàng Nhất Mạch uy chấn thiên hạ, rồi từng bước tu luyện, cuối cùng đạt được vị trí tiên tôn vô thượng. Có thể nói trước đây Lạc Tú đã càn quét mọi đối thủ ở 10 vạn đại giới tiên cảnh, chân đạp càn khôn, đứng trên đỉnh thiên hạ, nhưng đáng tiếc anh lại bị tam đại thiên tôn trở về từ Thái Dương kỳ thứ ba hợp lực đánh lén ha ha, tam đại thiên tôn, vì thái hoàng kinh, mà các người không tiếc mời vô tự thiên thư và thập đại hung trận đánh lén ta. Đáng tiếc bản tôn không tuyệt mệnh, cuối cùng lại trở về rồi. Lạc tú cười khẩy, ánh mắt ngưng tụ tia lạnh lẽo. Audio điện tử võ tấn bền Mặc dù kiếp trước sức chiến đấu của anh chấn động trời đất, pháp thuật vô biên áp đảo thế giới, đã được tôn làm thiên tôn rồi, nhưng cuối cùng cảnh giới của anh vẫn còn quá thấp, vẫn gặp kiếp nạn, hộp máu trong thập đại hung trận, tự nổ mà chết. Nhưng kiếp này sẽ không giống như thế, anh lại được trọng sinh và trở về trái đất lần nữa. Nếu bây giờ mình sớm thức tỉnh thần tàng trong cơ thể, rồi bắt đầu tu luyện, tiện thể lấy được mấy viên kinh thế thần trùng ở khắp nơi trong trái đất, vậy thì tam đại thiên tôn kia chỉ có thể bị mình dẫm đạp dưới chân. Ha ha, ta rất mong đợi được gặp lại các ngươi, tam đại thiên tôn, đến lúc đó để ta xem các ngươi còn có tư cách gì để so tài với ta ta rất mong đợi vẻ mặt của các ngươi khi nhìn thấy ta lấy được số bảo vật kia trước. Lạc Tú lại nhếch miệng cười khẩy. Reng reng reng, chuông điện thoại vang lên, Lạc Tú lấy điện thoại ra xem, lông mày không khỏi nhíu lại khi nhìn thấy tên người gọi, tâm trạng vốn đã rời xa thế giới của Lạc Tú cũng không nhịn được giấy lên tia thù hận. Tại sao năm đó anh có thể dấn thân vào con đường tu hành này, chính là vì có liên quan đến chủ nhân cú điện thoại này. Nhưng đó lại là sự khởi đầu cho bi kịch cuộc đời anh. Tiếp trước, gia đình anh cũng không được xem là gia đình giàu có, nhưng bố anh có nhà ở nội thành, cũng có xe hơi, thậm chí còn có khoản tiền tiết kiệm mười mấy vạn, cho nên cũng được xem là gia đình khá sung túc. Hơn nữa trong nhà còn có một công ty lắp đặt thiết bị với quy mô nhỏ, có thể nói dù thế nào thì anh cũng được sống cuộc sống khá giả. Nhưng chỉ trong chuyến đi lần này đã phá hủy tất cả. Tốt nghiệp đại học chưa được bao lâu, anh và bạn gái Trương Thục Phi đã ngăn cách ở hai nơi, mà lần này anh chính là đi tìm bạn gái. Vì Trương Thục Phi, thậm chí Lạc Tú đã lựa chọn từ bỏ tiền đồ sán lạn ở U Châu của mình, để đến Tân Châu làm một nhân viên nhỏ. Nhưng Lạc Tú không ngờ rằng, chuyến đi lần này của mình lại là khởi đầu của thảm họa. Anh mang món quà được lựa chọn tỉ mỉ đến Tân Châu, nhưng cuối cùng lại bị đánh thành tàn phế, hai tay bị đánh đến mức xương vỡ vụn, đầu gối bị đánh nát, dẫn đến một khoảng thời gian giải ý chí anh xa sút thậm chí còn muốn tự tử. Anh trở thành người tàn phế, ngay cả khả năng sống tự lập cũng không có, để chữa bệnh cho anh, bố anh đã tiêu sạch tiền tiết kiệm trong nhà, xe nhà đều bán hết, cuối cùng phải lưu lạc đến nỗi đi nhặt rác để kiếm sống. Cho đến buổi tối tuyết rơi đầy trời đó, có người mang thi thể đã lạnh ngắt của bố anh về, anh khóc không thành tiếng. Sau đó gần 20 năm, anh sống như một con chó, bị người khác cười nhạo mắng chửi, thậm chí còn phải ăn xin để kiếm sống. Đà kích đó thật sự quá lớn đối với anh, có một lần lạc tú nản lòng thoái chí, Cuối cùng vào một buổi tối, Lạc Tú đã đi lên đỉnh núi Thái Sơn và nhảy xuống. Nhưng Lạc Tú không những không chết, mà còn tiến vào tu chân giới, cuối cùng lấy được Thái Hoàng Kinh, dấn thân vào con đường tu hành, nghịch thiên quật khởi, đạt được truyền kỳ vô thượng, đánh bại thần để cổ lão trong thiên địa, trở thành tiên tôn chấn động một phương. Đáng tiếc cho dù anh là tiên tôn cái thế cũng không thể nào làm bố mình sống lại, chuyện này đã trở thành điều núi tiếc nhất trong cuộc đời truyền kỳ của anh hơn nữa đây cũng là nguyên do khiến anh trì trệ không thể đột phá tầng cuối cùng nhưng lần này thì khác nếu anh có thể trọng sinh lạc tú xin thề rằng không ai có thể tổn thương đến bố anh và những kẻ thù ở tân châu kia tiếp trước mấy người hại tôi tan cửa nát nhà vậy thì kiếp này sao tôi có thể không trả lại mối thù này một anh vừa nhấn nghe máy trong điện thoại đã vang lên giọng nói lạnh lùng hơi mất kiên nhẫn alo lạc tú khi nào anh đến thì gọi cho tôi trước mẹ con tôi sẽ đến nhà ga đón anh. Sau đó đầu bên kia không cho Lạc Tú cơ hội để lên tiếng, đã cúp điện thoại ngay. Lạc Tú nhếch miệng cười khẩy, tiếp trước anh yêu người phụ nữ này như bị hóa điên. Nhưng sau khi tới Tân Châu lại bị bố mẹ đối phương coi thường, châm chọc đủ kiểu. Cũng vì gia đình phản đối, cuối cùng người phụ nữ này sau khi đã lừa bố anh đưa cho cô ta hơn một triệu tệ tiền tiết kiệm để gây dựng sự nghiệp, thì nhẫn tâm bỏ rơi anh, rồi yêu một cậu chủ giàu có nhưng kiếp này lạc tú không khỏi cười khẩy lần nữa chúng ta cứ từ từ mà chơi lạc tú để điện thoại xuống đúng lúc nhìn thấy một già một trẻ đang ngồi bên cạnh mà lúc này ông lão đang mở một chiếc hộp cổ xưa với vẻ mặt mong đợi rồi trải bức họa trong hộp ra ngắm nghía lạc tú nhìn thấy thì thu hồi tầm mắt khinh bỉ chương hai cây cao bóng cả một phương song nhi không được vô lễ cô gái vốn còn muốn châm chọc lạc tú mấy câu nhưng bị ông lão ngăn cản Hình như ông lão cực kỳ có học thức, nhưng Lạc Tú vẫn cảm nhận được điệu bộ cao hơn người khác một bậc của ông lão. Chàng trai trẻ, hình như lúc nãy cậu cực kỳ khinh thường khi nhìn thấy bức họa này. Ông lão cũng vô cùng để ý thái độ của người khác khi nhìn thấy báu vật của ông. Đây là đồ giả, Lạc Tú hờ hững đáp. Đây mà là đồ giả ư. Cô gái gọi là Song Nhi vừa nghe thấy câu này thì nhất thời nổi giận, rồi bật dậy chỉ vào mặt Lạc Tú, dựa vào anh mà cũng dám nói đồ mà ông nội tôi giữ gìn là đồ giả hà đúng là nói năng vớ vẩn song nhi tràn đầy coi thường nhìn lạc tú chỉ một vị khách qua đường cũng dám nói năng vớ vẩn trước mặt mình song nhi cảm thấy lòng tôn nghiêm của mình bị khiêu khích đã lâu rồi chưa có ai dám ăn nói như vậy trước mặt cô ta song nhi ngồi xuống ông lão trầm giọng quát nhưng bản thân ông lão lại trầm mặc bất mãn nói chàng trai trẻ cậu có thể ăn bậy nhưng không được nói bậy Tôi đã tìm mấy chuyên gia giỏi trong nghề giám định bức họa chính gốc này rồi. Ông lão đầu tóc bạc phơ, nhưng mặt mày lại đỏ bừng, hơi thở trầm ổn lạ thường, không giống như một ông lão, mà ngược lại giống như hơi thở của một người trẻ tuổi. Lạc Tú đoán, có lẽ ông lão này là cao thủ luyện võ, nhưng dù là cao thủ luyện võ cũng chẳng đáng lọt vào mắt xanh của Lạc Tú. Tôi đã nói nó là đồ giả thì chắc chắn là giả. Lạc Tú không hề để tâm đáp. Hừ, thằng danh con này được lắm hôm nay tôi sẽ dạy cho anh một bài học song nhi lại nổi giận đùng đùng đứng dậy phải biết rằng cô ta kể cả gia tộc cô ta đang một tay che trời ở tân châu đã sớm hống hách ngang ngược quen rồi đừng nói là người khác ăn nói khó nghe mà ngay cả thị trường tân châu cũng không dám vô lễ như vậy trước mặt ông nội cô ta chỉ với cô sao lạc tú khẽ cười hỏi tất nhiên anh đã nhìn ra cô gái trước mặt này cũng là người luyện võ e rằng công phu quyền cước cũng tầm mười mấy năm rồi nhưng trước mặt Lạc Tú thì công phu quyền cước đó thật sự chẳng đáng là gì. Dù bây giờ anh đã mất hết tu vi, nhưng vẫn còn khí tức bảo vệ cơ thể của Thái Hoàng Kinh. Người bình thường hoàn toàn không thể động vào anh. Mặc dù ông lão định ngăn cản, nhưng lúc nhìn thấy thái độ của Lạc Tú thì nhanh chóng thay đổi suy nghĩ. Mặc dù ông không có tính cách háo thắng tranh giành đó, nhưng ông ta cũng được xem là nhân vật có máu mặt ở một phương, tất nhiên phải có lòng uy nghiêm không được mạo phạm. Cộng thêm việc lạc tú nói đồ ông ta giữ gìn là đồ giả, quả thật đã khiến trong lòng ông ta hơi khó chịu. Ông ta phải dạy cho chàng trai trẻ không biết trời cao đất rộng, ngùng cuồng tự đại này một bài học. Hơn nữa đừng thấy cháu gái ông ta là con gái mà xem thường, người bình thường thật sự không phải là đối thủ của nó. Dù gì ông ta cũng đã dạy dỗ mười mấy năm, cho nên chuyện này ông lão cực kỳ tự tin. Danh con, sau này hãy nhớ lâu một chút, đừng thấy ai cũng nói bậy bạ cô gái tên song nhi đó phất tay, trong toa tàu lại có mười mấy người nữa đứng dậy, rõ ràng thân phận của ông lão không tầm thường. Nhân viên phục vụ trên tàu vốn định tới ngăn cản, nhưng một người to lớn trong số đó đi tới rút giấy chứng nhận ra đưa tới trước mặt nhân viên phục vụ, sắc mặt nhân viên phục vụ nhất thời thay đổi, sau khi nhìn ông lão thì cung kính lùi về sau, rồi đóng cửa toa tàu lại. Cô gái đó đi tới trước mặt Lạc Tú, sau đó cười khẩy một tiếng, khinh bỉ nhìn Lạc Tú, nhưng tiếp theo lại không nói gì mà tát thẳng vào mặt lạc tú rõ ràng đối phương hoàn toàn không để lạc tú vào mắt cú tát này lực rất mạnh nhưng lạc tú chẳng hề né tránh thậm chí còn chẳng thèm liếc nhìn song nhi cô gái tên song nhi đó vốn định tát để dạy cho lạc tú một bài học nhưng cô ta thật sự đánh không hề nhẹ đừng thấy cô ta là con gái mà khinh thường dù gì cũng là người luyện võ một khi cú tát này giáng xuống nếu đổi thành người bình thường chắc chắn sẽ bị sái quai hàm nhưng lúc cú tát này sắp chạm vào mặt lạc tú thì trên mặt song nhi bỗng hiện lên vẻ kinh ngạc. Bởi vì tay cô ta đang ngừng ở vị trí cách mặt lạc tú 3cm. Không phải song nhi không muốn đánh, mà là đánh không được, như thể cô đã đánh trúng một bức tường vô hình. Dù cô ta dùng sức thế nào, mặt cũng kiềm nén đến đỏ bừng, cũng không thể đánh xuống được. Song Nhi, cháu mau lui xuống đi. Ông lão biến sắc, bỗng đứng dậy nhanh chóng kéo Song Nhi ra, tim sắp nhảy ra khỏi cuống họng sau đó xua tay về phía mười mấy người kia. Với khả năng quan sát của Lạc Tú, tất nhiên anh đã nhìn ra, lúc nãy mười mấy người đang định rút súng ra. Thật thú vị. Xin lỗi cậu, là do tôi lỗ máng. Ông lão đó thấy Lạc Tú không ra tay nữa, mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó thái độ cực kỳ cung kính ôm quyền cúi người với Lạc Tú. Song Nhi, cháu mau xin lỗi cậu này đi. Thậm chí ông lão còn kéo thiếu nữ bên cạnh ra lệnh. Ông nội, ông đang làm gì thế? Ông có thân phận thế nào chứ? Hơn nữa, cháu không tin anh ta có thể đỡ được. Cháu ngậm miệng lại cho ông, cháu thì biết cái gì? Ông lão bỗng quát lớn, có lẽ đối phương không đỡ được đạn, nhưng ông lão rất chắc chắn một chuyện, đó là đối phương có thể giết chết ông ta và cháu gái trước khi thuộc hạ của ông ta nổ súng. Mau đi xin lỗi, lúc này trong lòng ông lão đã dâng lên nỗi sợ. Có lẽ người khác không biết, nhưng ông ta thì không thể không biết, bởi vì đây là nội kinh ngoại phóng. Nếu đặt trong võ lâm thì đó cũng là nhân vật thuộc cấp bậc tông sư, được mọi người kính trọng. Nếu nhân vật như vậy ra tay, dù là ông ta cũng không thể đỡ nổi một chiêu của đối phương. Nội kinh ngoại phóng, nếu đối phương có sát tâm, e rằng chỉ trong thích tắc đã có thể lấy mạng hai ông cháu. Nhân vật như vậy hoàn toàn không phải là người bọn họ có thể trêu chọc. Xin lỗi anh, song nhi không cam tâm tình nguyện, nhưng vẫn xin lỗi. Lần sau không được phép làm như thế nữa bởi vì chưa ai dám tát vào mặt tôi đâu. Vẻ mặt lạc tú rất hờ hứng, nhưng trong giọng điệu lại lộ ra tia sát ý. Hơn nữa lúc này khí thế trên người lạc tú đã thay đổi, như thần để cao cao tại thượng, nuốt chửng giang sơn, nghiền ép thiên địa, tựa như thần để đích thân giáng trần. chương 3, liên tục gặp bất ngờ. Lạc tú, cậu lạc, cậu mới nói bức họa này của tại hạ là giả sao? Diệp Kính Bình có thể đạt được địa vị như ngày hôm nay, đương nhiên không phải là tên ngốc rồi, ông ta rất khéo léo di chuyển đề tài, hóa giải sự lúng túng. Đó là đồ giả. Thứ cho tôi mạo muội bức họa này do một vị đại gia thời Nam Tống vẽ, tôi đã tốn một khoản tiền lớn và dồn nhiều tâm huyết mới lấy được nó, hơn nữa tôi đã tìm mấy chuyên gia chuyên môn về lĩnh vực này để giám định rồi. Giọng điệu của Diệp Kính Bình rất cung kính, thậm chí còn tôn sưng như người bề trên. Điều này đã làm Diệp Song Nhi tràn đầy khó tin, phải biết rằng dù nhìn thấy một số nhân vật có thực quyền thì ông nội cũng chưa từng cung kính như thế. Tôi sẽ chứng minh cho ông xem. Nhưng trong mắt Lạc Tú lại lóe lên tia u ám màu xanh. Đây là thiên nhãn, tái sinh chi nhãn, ban đầu chỉ có người thức tỉnh thần tàng trong cơ thể mới có thể nắm giữ, nhưng bởi vì Lạc Tú đã có được Thái Hoàng Kinh nên có thể sử dụng chiêu này. Thiên nhãn có thể thấy những thứ mà người bình thường không thể nhìn thấy, còn dễ sử dụng hơn kính hiển vi nữa sở dĩ Lạc Tú có thể nhìn ra bức họa này là giả cũng bởi vì nguyên do này, nhưng thiên nhãn của Lạc Tú chỉ là gà mờ, dù gì cũng chỉ dựa vào khí tức bảo vệ cơ thể của Thái Hoàng Kinh, cho nên anh chưa thể nào nhìn thấu thật sự được. Nhưng chỉ cần phân biệt thật giả cho bức họa này là đủ rồi. Ngón tay của Lạc Tú rất chuẩn xác ngừng ở một nơi trong bức tranh, chất liệu của bức tranh làm bằng tơ lụa, ngón tay của Lạc Tú khẽ ấn xuống, lúc dơ lên đã kéo ra một sợi vụn. Nhưng đây là bức họa hơn một nghìn vạn, không ngờ lạc tú lại phá hỏng như thế, nhưng lạc tú chẳng thèm trước mắt, sau đó anh quả quyết kéo sợi vụn ra, ném tới trước mặt Diệp Kính Bình. Thật ra đây chỉ là một sợi vụn mà thôi, dù có người dám định kỹ lưỡng cũng sẽ không chú ý đến sợi vụn này. Đây là... đây là sợi ni lông, chất liệu nhân tạo. Bức tranh hơn 700 năm trước của nhà ông có vải ni lông à? Lạc Tú lắc đầu nói. Điều này đã làm Diệp Kính Bình đỏ mặt, không ngờ mình lại bị người khác lừa gạt hơn 700 năm trước thì lấy đâu ra vải ni lông. Diệp Kính Bình nhanh chóng ra hiệu, một người đàn ông mặc đồ đen đi tới định mang bức họa đó đi, tiện thể cầm hộp gỗ đựng bức tranh đó luôn. Khoan đã, hộp gỗ này, Lạc Tú bỗng gọi lại. Sao thế, cậu là cảm thấy hứng thú với hộp gỗ này sao? Diệp Kính Bình như nhìn thấu tâm tư của Lạc Tú. Nếu cậu thích thì cứ việc lấy đi, bây giờ Diệp Kính Bình biểu hiện rất hào phóng. Ông nội, Diệp Song Nhi đứng bên cạnh nhắc nhở. Thật ra Diệp Kính Bình biết rất rõ, nếu Lạc Tú có thể nhìn ra bức họa này là đồ giả, vậy thì chắc chắn sẽ có bản lĩnh cực kỳ lớn, hơn nữa khi tức phóng ra ban nãy cũng chứng minh điều này. Nếu Lạc Tú có thể vừa ý món đồ nào đó, e rằng đó thật sự là một bảo vật, nhưng Diệp Kính Bình lại muốn tặng nó cho Lạc Tú. Lạc Tú hơi sừng sốt, anh cũng không ngờ đối phương lại hào phóng như thế, nhưng anh thật ra vừa ý với hộp gỗ này, bởi vì trong hộp gỗ có một hạt giống có thể thức tỉnh hạt giống thần tàng trong người anh. Mặc dù bây giờ Lạc Tú có khí thức bảo vệ cơ thể của Thái Hoàng Kinh, nhưng muốn tu luyện Thái Hoàng Kinh thì cần phải kích hoạt thần tàng trong cơ thể. Mặc dù hạt giống trong hộp gỗ này đã khô héo, nhưng Lạc Tú ắt sẽ có cách để nó sống lại. Đối với Lạc Tú mà nói, món đồ trước mặt thật sự là thứ anh muốn có được nhất. Có một lần Lạc Tú nghi ngờ rằng có phải mình quá may mắn rồi không, vừa mới trọng sinh quay về trái đất đã có thể gặp được một hạt giống điều này đã khiến lạc tú mừng rỡ cho dù là ở tu chân giới thì hạt giống cũng là thứ chỉ có thể chờ đợi để được gặp chứ không thể cưỡng cầu huống chi là ở trái đất có được một hạt giống thì có thể giảm bớt một phần cực khổ trực tiếp mở ra thần tàng trong cơ thể sau đó bắt đầu tu luyện nhưng lạc tú không muốn chiếm tiện nghi của người ta một cách không công anh đường đường là tiên tôn sao có thể nhỏ nhen đi tranh giành đồ vật với mấy người tầm thường nói thật quả thật tôi đã nhìn chúng hộp gỗ này bởi vì trong hộp gỗ này có một thứ tôi đang cần nhưng nếu thứ này rơi vào tay các ông thì thật sự chẳng đáng bao nhiêu hay là thế này đi hôm nay tôi sẽ nhận ân tình này trước nếu sau này các ông có khó khăn gì thì cứ việc tới tìm tôi lạc tú nói phải biết rằng đây là lời cam kết của tiên tôn trước đây bao nhiêu thế lực lớn đánh nhau đến sứt đầu mẻ chán để giành được câu nói này nhưng bây giờ niềm may mắn đó đã rơi xuống đầu ông lão vậy lão hủ cũng không khách sáo nữa nếu cậu lạc đã mở lời quả thật lão hủ có một chuyện muốn nhờ vả đuôi cáo của diệp kính bình nhất thời lộ ra bên ngoài lão hủ khẩn cầu cậu lạc thu nhận cháu gái tôi là đồ đệ diệp kính bình bỗng thốt ra một câu câu nói này đã làm lạc tú sửng sốt thầm mắng một câu lão hồ ly ông đổi chuyện khác đi chuyện này tôi không làm được nói thật cô ta vẫn chưa đủ tư cách làm đồ đệ của tôi không phải lạc tú muốn nuốt lời mà anh chính là tiên tôn sau này sẽ có bao nhiêu con cháu của nhân vật máu mặt tới cầu xin anh làm sư phụ mà so với những nhân vật đó thì diệp song nhi này thật sự không đáng được nhắc đến hơn nữa tư chất của diệp song nhi quá kém nhưng lúc nãy cậu lạc đã mở lời rồi mà ông ta nói vậy cũng đúng dù gì lạc tú cũng là tiên tôn một khi đã mở lời làm gì có chuyện thu hồi lại hay là thế này đi tôi sẽ nhận cô ta làm đệ tử ghi danh lạc tú hơi gắng ngượng nói Cuối cùng chỉ có thể tìm ra một cách trung hòa. Cháu còn không mau bái kiến sư phụ đi. Bái kiến sư? Cô cứ gọi tôi là thầy đi." Lạc Tú ngắt lời Diệp Song Nhi. Sau một hồi khách sáo, tàu nhanh chóng đến trạm. Sau khi trao đổi số điện thoại, Lạc Tú xách hành lý đi trước một bước. Đợi Lạc Tú đi rồi, Diệp Song Nhi mới ngẩng đầu lên nhìn Diệp Kính Bình. "Ông nội, ông cần gì phải bảo cháu bái anh ta làm sư phụ, dù anh ta có tí bản lĩnh" Nhưng với thế lực và thực lực của chúng ta ở Thông Châu, biết bao nhiêu người cầu xin muốn thu nhận con chứ. Ông nội đang làm gì thế? Cháu im đi, cháu thì biết cái gì, lần này chúng ta đang bấu víu quan hệ, Song Nhi, có lẽ cháu cũng không hiểu, cho nên ông nội sẽ không trách cháu. Diệp Kính Bình thở dài. Nhưng có lẽ cháu đã nghe qua tông sư rồi đúng không? Diệp Kính Bình nghiêm túc hỏi. Tông sư? Diệp Song Nhi bỗng kinh hãi đến biến sắc. Có lẽ Diệp Song Nhi không phải là người cùng thời đại với Diệp Kính Bình, nhưng từ nhỏ cô ta đã tập võ cùng Diệp Kính Bình, tất nhiên đã sớm nghe nhiều về Tông Sư. Nếu nói mục tiêu tập võ của cô ta là gì, vậy thì chắc chắn là Tông Sư rồi. Nhưng về cơ bản điều đó là không thể. Tập võ thì chỉ cần luyện công phu quyền cước, lúc nhỏ người bình thường sẽ bắt đầu luyện những chiêu thức cơ bản, đợi sau khi tới 30 tuổi có thể luyện ra chút nội kinh, nếu có thể phóng nội kình ra bên ngoài thì người đó sẽ là cao thủ tuyệt đỉnh trong võ lâm. Còn tông sư, chương 4, bạn gái kiếp trước. Lạc Tú vẫn chưa ra khỏi nhà ga, bên ngoài nhà ga, bạn gái kiếp trước của Lạc Tú là Trương Thục Phi và mẹ của cô ta đã ở đây. Hai người đứng cạnh một chiếc cherry QQ khiến người ta không tự chủ được mà liếc mắt nhìn, đương nhiên thứ mà mọi người nhìn không phải là chiếc xe. Ở Tân Châu này, tuy không thể sánh bằng tỉnh Hải Đông nhưng cũng có rất nhiều người giàu có. Khắp nơi trên đường phố đều có BMW và Mercedes Benz nên lái một chiếc Cherry QQ chẳng có gì đáng lên mặt cả. Có gì đáng xem chứ? Cái mà mọi người nhìn là cách ăn mặc của hai người phụ nữ một lớn một nhỏ kia. Đặc biệt là người lớn tuổi, nhìn rất bắt mắt. Người lớn tuổi trông như chỉ khoảng 25-26 tuổi do được chăm sóc dưỡng da tốt, trang phục rất thời trang và táo bạo. Bà ta mặc một chiếc quần jean không thể ngắn hơn, như thể ngắn đến tận bắp đùi lộ ra cặp đùi trắng như tuyết phần trên mặc một chiếc áo sơ mi đen hở rốn chiếc bụng phẳng lì buộc một sợi dây màu đỏ mái tóc dài nhuộm vàng và đeo kính dâm trông rất tây và quyến rũ còn người nhỏ tuổi lại ăn mặc có phần kín đáo hơn người lớn tuổi chỉ mặc một bộ quần jean màu xanh nhạt cộng với áo yếm để lộ ra tấm lưng trắng như tuyết thế nhưng vóc dáng thực sự rất nổi bật hơn nữa dáng người cao thon thả càng tôn thêm khí chất bất phàm đương nhiên người lớn tuổi chính là mẹ của trương thục phi lúc này mẹ của trương thục phi khoanh tay trước ngực vẻ mặt bất mãn và không vui phơi nắng đã đời luôn rồi đợi thêm nữa thì sẽ cháy đen thui ra luôn con hãy gọi điện thúc giục xem mẹ có lịch hẹn đi làm tóc rồi đó mẹ của trương thục phi sốt ruột phàn nàn tuy rằng gia đình không giàu có lắm nhưng bà ta vẫn rất quan tâm đến thể diện luôn cảm thấy mình là một quý bà nên rất quan tâm đến hình tượng của mình Việc đứng ở nhà ga đợi người khác như vậy đâu phải là việc mà một quý bà như bà ta làm chứ. "Mẹ, tàu cao tốc đã vào ga, chắc sẽ ra ngay thôi." Trương Thục Phi đành nói. "Đã đợi 3 phút rồi, mẹ phải vất vả lắm mới dưỡng ra được như vậy, lúc về bị cháy nắng thì phải làm sao? Sản phẩm chăm sóc da của mẹ nhập khẩu từ Pháp, giá cả mấy nghìn tệ đấy." Chỉ đợi 3 phút, nhưng mẹ của Trương Thục Phi đã rất sốt ruột rồi lúc đi con đã nói mẹ đem theo dù mà mẹ cứ không nghe. Sao hả, có bạn trai là bắt đầu cãi mẹ rồi phải không? Mẹ của Trương Thục Phi lại tỏ vẻ khó chịu. Được, con sẽ gọi ngay bây giờ. Trương Thục Phi không còn cách nào khác, đành phải bấm điện thoại cho Lạc Tú, dù sao đó cũng là mẹ cô ta nên không thể quá ngỗ nghịch được. Nhưng vừa quay số, Lạc Tú đã xách vali bước ra ngoài. Lạc Tú, đây, Trương Thục Phi vẫy tay. Thục Phi, đã lâu không gặp, mặc dù lạc tú không có cảm tình với trương thục phi nhưng vì một số lý do đặc biệt anh cũng không quá lạnh lùng sao hả thấy tôi mà cũng không chào à chợt mẹ của trương thục phi lạnh lùng cười nói ngay từ cái nhìn đầu tiên mẹ của trương thục phi đã không vừa mắt với tên nhóc này trong mắt bà ta con gái cưng của mình phải tìm được một người có giá trị hơn thế nữa nghe nói tên nhóc này đến từ thị trấn và không có giá trị gì cả hơn nữa nhìn lại còn có vẻ rất quê mùa mẹ của trương thục phi vừa nhìn lướt qua là có thể tinh thông nhiều nhãn hiệu nổi tiếng vừa liếc mắt là có thể nhận ra ngay rằng chiếc quần jean và áo tay ngắn kia rất rẻ mạt e rằng chỉ là hàng bán trên vỉa hè có giá mấy chục đồng ngay cả quần áo hàng hiệu cũng không có để mặc ư vì vậy mẹ của trương thục phi đã rất thất vọng về ấn tượng đầu tiên với lạc tú người như vậy sao xứng làm con rể của bà ta chứ trong lòng mẹ của trương thục phi đã rất không hài lòng rồi anh khác xa với trần hiếu người đang theo đuổi con gái của bà ta trần hiếu chính là con trai của cựu phó thị trưởng tân châu đẹp trai và giàu có điều cốt hiếu là có địa vị và quyền lực lạc tú so với anh ta đúng là khác nhau một trời một vực đi thôi đúng rồi đây là mẹ của em cháu chào cô chào cái gì mà chào vừa nhìn thấy tôi cũng không biết chào hỏi trước giới trẻ bây giờ đúng là khinh người không biết lễ phép gì cả hơn nữa tôi cũng chẳng khỏe khoắn chút nào Đứng ở đây phơi nắng đã nửa ngày rồi, sắp cháy đen thành than rồi. Mẹ của Trương Thục Phi không hề nể mặt mà trách mắng. "Mẹ, mẹ nói bất nói vài câu được không?" Trương Thục Phi lại bất lực nói. "Thôi bỏ đi, còn đứng ngây ra đó làm gì? Mau lên xe về nhà đi, nắng sắp chết rồi đây." Mẹ của Trương Thục Phi lại tức giận nói. Sau khi lên xe, mẹ của Trương Thục Phi rất tự nhiên ngồi ở ghế phụ, lấy ra một chiếc gương để trang điểm lại. Trương Thục Phi hỏi Lạc Tú: dạo này khỏe không cũng tạm ổn bởi vì lạc tú đã không còn là lạc tú trước đây cho nên anh thờ ơ đáp này tên nhóc cậu nói gì vậy hả thục phi nhà chúng tôi quan tâm cậu nên mới hỏi thăm cậu xem thái độ của cậu là như thế nào vậy hả mẹ của trương thục phi lại nói mẹ mẹ trang điểm đi trương thục phi không nói gì bản năng của người phụ nữ mách bảo hình như lạc tú đã khác so với trước kia Trước đây khi Lạc Tú nhìn thấy cô ta thì ánh mắt của anh tràn đầy sự chiều mến. Nhưng không hiểu sao hôm nay cô lại nhìn thấy đôi mắt ấy thật trong veo, lại còn có vẻ lạnh lùng. Có lẽ bởi vì sự hiện diện của mẹ, Trương Thục Phi chỉ có thể nghĩ như thế. Dựa vào trí nhớ của kiếp trước, đương nhiên Lạc Tú biết vị trí của biệt thự thời đại này nằm ở trung tâm thành phố, giá một căn nhà trung bình khoảng 3 vạn. Một căn nhà 2 tầng ít nhất hơn 200 mét vuông, nói cách khác phải tốn ít nhất 600 vạn mới mua được xem cậu nói kìa, ba vạn mà đã thấy quá đắt rồi à? Giới trẻ bây giờ không có tinh thần cầu tiến như vậy sao? Ở phía nam thành phố có nhà tái định cư nông thôn không hề đắt, chỉ hơn 3.000 một mét vuông. Chẳng lẽ cậu định sau này cho con gái tôi ở đó hả? Thật ra lúc đầu ba của Trương Thục Phi vẫn rất thích Lạc Tú, nhưng ông ta không thể chịu đựng được sự quấy rối của vợ và cuối cùng đã gây khó dễ cho Lạc Tú. Nói cho cậu biết, chúng tôi không thể để mất mặt được, hộ khẩu thành phố không thể dễ dàng trở thành hộ khẩu nông thôn được mẹ của trương thục phi càng ngày càng không hài lòng với lạc tú trương năm có thù tất báo vừa mở cửa đã nhìn thấy ba của trương thục phi là trương công minh cầm một cây sẻng xúc đồ ăn trên người còn đeo một cái tạp dề đi từ trong bếp ra ôi tiểu lạc đã mấy năm không gặp rồi tên nhóc cậu lại cao hơn rất nhiều sao ba cháu không đến lâu lắm rồi chú không gặp ông ấy trương công minh tươi cười Chào chú Trương, đã lâu không gặp. Ba cháu còn phải đi xử lý một số việc trong nhà máy nên lần này không đến được. Được rồi, đừng lại nhảy nữa. Ông xem ông đeo tạp dề y chang như là đàn bà vậy, có ông chồng nào cứ suốt ngày ở nhà chơi với đồ ăn như ông không? Chẳng ra dáng đàn ông một chút nào cả. Mẹ của Trương thục phi cởi giày cao gót ra, cằn nhằn. Mẹ của Sấp nhỏ, Tiểu Lạc đang ở đây đó, bà cho tôi chút mặt mũi được không? Còn cần mặt mũi gì chứ? bà đây đói sắp chết rồi, mau bưng đồ ăn lên đi, lát nữa tôi còn hẹn mấy chị em đi làm tóc nữa. Mẹ của Trương Thục Phi ngồi xuống ghế sofa trước. Trong khi đó Trương Thục Phi đi lấy bát đĩa và đúa, còn Lạc Tú đã vào bếp để phụ giúp bưng đồ ăn. Thục Phi, lại đây một lát, không phải mẹ đã nói với con phải có mắt nhìn người một chút sao? Con xem mẹ đã gặp phải một người không có tiền đồ như ba con rồi, phải sống những ngày tháng như thế nào con cũng đã rõ bây giờ con xem tên kia kìa vừa đến đã lao vào nhà bếp mẹ thật lo lắng nó lại cùng một loại với ba con quá khi mẹ của trương thục phi nhìn thấy lạc tú vào bếp giúp dọn đồ ăn bà ta không thích điều đó ngược lại còn nói xấu sau lưng anh mặc dù mẹ của trương thục phi đã hạ giọng khi nói những lời này nhưng dù sao lạc tú cũng là linh hồn tiên tôn làm sao anh có thể không nghe thấy chứ thật ra nếu như lạc tú không đi bưng đồ ăn thì mẹ của trương thục phi lại nói anh thật sự coi mình là khách sao lại sẽ nói mấy câu như cũng không biết đi phụ giúp này nọ đồ ăn nhanh chóng được dọn ra cả bốn người bắt đầu ngồi ăn cùng nhau lạc tú tôi muốn hỏi cậu tới tân châu để làm gì vậy mẹ của trương thục phi bắt đầu lên tiếng mục đích rõ ràng là muốn ra điều kiện với lạc tú mẹ ăn cơm đi con gái à có mấy chuyện phải nói cho rõ ràng cho dù làm gì nhất định phải nộp tiền cho con tạm thời vẫn chưa có kế hoạch gì cả Lạc Tú trả lời, anh nhớ trước khi đến thì đã sắp xếp công việc và đến làm việc ở công ty của Trương Thục Phi, nhưng Lạc Tú không thèm giải thích. "Hả, vậy cậu định khi nào sẽ mua nhà?" "Tôi nói cho cậu biết, lúc nãy tôi nhắc đến căn biệt thự thời đại đó không phải là chỉ buột miệng nói chơi đâu, thật sự là yêu cầu bên kia phải mua nhà ở đó." Mẹ của Trương Thục Phi nhướng mày nói, "Hơn nữa con gái của tôi xuất sắc như vậy, mấy người muốn mua xe thì phải là xe sang. Tôi cũng không muốn làm khó cậu." dù sao cũng mới đi làm nhưng dù thế nào cũng phải là xe trên trăm vạn mới được mẹ của trương thục phi lại bắt đầu đòi hỏi cậu cũng đừng trả lời tôi tôi có thể nói cho cậu biết gần đây có một cậu nhà giàu kia đang theo đuổi thục phi của chúng tôi mẹ của trương thục phi lại nói ý tứ rất rõ ràng con gái của chúng tôi không hề sợ ế chuyện xác mẹ trương thục phi sợ hãi nói mà lạc tú liếc nhìn trương thục phi trong mắt cô ta lại có vẻ bối rối tránh né Đúng lúc này, ngoài cửa vang lên tiếng chuông cửa. Trương Thục Phi đứng dậy đi mở cửa để che giấu sự bối rối của mình. Chào, Thục Phi, thì ra em ở nhà à? Sao lại không trả lời điện thoại của anh? Ngoài cửa, một người đàn ông mặc bộ đồ vét chê cao khoảng 1m8, đeo kính dâm, trên cổ tay khoe chiếc đồng hồ trị giá mấy chục vạn, vừa nhìn là biết công tử nhà giàu có, trên tay còn cầm một bó hoa. Và phía sau người đàn ông còn có một chiếc Cayenne màu đen đang đậu, sao anh lại đến đây trương thục phi nhìn thấy anh ta thì càng thêm luống cuống à chẳng phải hôm nay là ngày nghỉ à anh muốn hỏi em có rảnh không tối nay đi xem phim nhé người đàn ông dịu dàng nói đêm nay tôi bận rồi không đi được trương thục phi do dự một lát rồi từ chối dù sao lạc tú vẫn còn ở đây ôi là tiểu trần à sao cháu lại tới đây đừng đứng bên ngoài nói chuyện nhanh lên mời vào trong mời vào trong Đột nhiên mẹ của Trương Thục Phi tỏ ra rất nhiệt tình, bà ta đẩy Trương Thục Phi ở cửa ra, sau đó nắm tay người đàn ông tên Trần Hữu kéo vào nhà. Mà khoảnh khắc Lạc Tú nhìn thấy người đàn ông kia thì trong lòng anh bỗng giận sôi sùng sục. Trần Hữu, tất cả hận thù kiếp trước đồng loạt dâng lên trong lòng Lạc Tú. Trần Hữu ở kiếp trước chính là cơn ác mộng không thể dứt bỏ của Lạc Tú. Con trai của cựu phó thị trưởng Tân Châu, có thể nói là rất giàu có và đầy quyền lực mặc dù gia đình của trương thục phi phản đối nhưng tình cảm của trương thục phi dành cho lạc tú khá tốt thật không may sau khi trần hữu xuất hiện cuối cùng trương thục phi không thể chịu đựng được sự cám dỗ của cuộc sống xa hoa nên đã phản bội lạc tú đáng ghét nhất là trương thục phi vừa hẹn hò với trần hữu lại vừa ra vẻ quan tâm đến lạc tú điều này khiến mọi người xung quanh xem lạc tú như trò cười lần cuối cùng lạc tú bắt tại trận họ thông dâm với nhau nên mới rõ ràng mọi chuyện mà lúc đó một trăm vạn trên người Lạc Tú đã bị mẹ của Trương Thục Phi lừa lấy đi hết. Cuối cùng, Lạc Tú không phục đã đến gặp Trần Hiếu, nhưng bị Trần Hiếu khích tướng đã đồng ý đánh cược. Không ngờ Trần Hiếu đã giàn dựng một âm mưu, khiến Lạc Tú mất toàn bộ một ngàn vạn. Lạc Tú không có số tiền này nên Trần Hiếu đã cho người đánh gãy hai tay của anh, đập vỡ nát xương cốt khiến cho Lạc Tú trở thành một kẻ tàn phế. Một. Có thể nói, khởi đầu của bi kịch kiếp trước là do người đàn ông trước mặt ban cho anh, nhưng bây giờ lạc tú đã không còn là lạc tú của ngày xưa nữa kiếp trước trần hữu đã làm những gì với anh thì ở kiếp này lạc tú bắt anh ta phải trả lại gấp trăm ngàn lần tiểu trần cháu đến mà không báo trước một tiếng xem cô còn chưa chuẩn bị món gì ngon nữa cháu ngồi xuống trước đi hôm nay rất vui nên sẽ xuống bếp tự tay nấu hai món sở trường mẹ của trương thục phi nói xong bèn đeo tạp dề lên cô à đây là nước hoa mà bạn cháu mang từ pháp về cháu đã nhờ cô ấy lấy một lọ, cô xem có thích không, nếu không thích thì cháu sẽ mang về. tay trái trần hiếu cầm bó hoa, tay phải cầm một hộp quà. thích, thích, cháu chỉ cần tới chơi là được rồi, còn quà cắp gì nữa chứ? mẹ của trương thục phi cười nói. audio điện tử võ tấn bền chương sáu thu lãi trước lạc tú người ta bắt tay với anh kia, trương thục phi nhắc nhở, nhưng lạc tú vẫn thở ơ. trần hiếu rút tay về trong lòng lại dâng lên một cơn tức giận. Anh ta cũng coi như có máu mặt ở Tân Châu, những người xung quanh anh ta đều là những người giàu có thế hệ thứ hai. Với xuất thân của anh ta, đây là lần đầu tiên có người dám không nể mặt, mà lại là một tên nhà quê xuất thân từ nông thôn. Điều này khiến Trần Hữu quyết định rằng nhất định anh ta sẽ tìm một cơ hội để dạy dỗ Lạc Tú, nhưng Trần Hữu lại cười nói, "Người anh em, sau này định phát triển ở Tân Châu à?" "Ha ha, tôi là bạn của Thục Phi." nếu người anh em muốn ở lại Tân Châu thì sau này mọi người có thể chơi với nhau. Ở Tân Châu này tôi vẫn có tiếng nói lắm. Trần Hữu cười nói, nhưng trong nội tâm lại diễu cợt, không nể mặt ông đây thì chỉ cần mày ở lại Tân Châu thì sau này ông mày sẽ chơi cho mày chết. Ừ, Lạc Tú mỉm cười, trong lòng lại cười gần. Đúng rồi Thục Phi, em nói người bạn học của em đang tìm việc, hay là sắp xếp đến công ty đứng tên của anh đi làm đi, em thấy thế nào? trần hữu nhìn thấy lạc tú không hề biết sợ hãi chút nào thì bỗng nảy ra ý tưởng bản thân anh ta là một giáo viên ở một trường học quý tộc nhưng anh ta cũng đầu tư vào một công ty bên ngoài trần hữu biết rõ lai lịch của lạc tú thế nhưng cứ cố tình nhắc đến công ty trước mặt mọi người rõ ràng là đang muốn khoe khoang và trà đạp thể diện của lạc tú nhưng trước khi trương thục phi nói mẹ của cô ta đã lên tiếng vẫn là tiểu trần giỏi còn trẻ mà đã có công ty lại còn làm công chức lạc tú cậu phải học hỏi người ta nhiều hơn đấy trần hữu nghe vậy thì lộ rõ vẻ đắc ý sau đó nhìn lạc tú đầy khiêu khích như muốn nói con mẹ mày lấy gì để đấu với tao nào nào đồ ăn đến đây tiểu trần à nếm thử đi xem tay nghề của cô có được không mẹ của trương thục phi bưng hai món đồ ăn lên dường như trần hữu thường xuyên đến đây nên không hề bị gò bó chút nào cầm đũa lên bắt đầu ăn xem ra anh ta rất quen thuộc chắc chắn là thường xuyên đến nhà Trương Thục Phi. Nhưng Trần Hữu không để ý đến nụ cười khẩy lùng lóe lên trong đôi mắt Lạc Tú. Trần Hữu vừa mới ăn được vài miếng thì Lạc Tú đã buông đũa đứng dậy, sau đó bước ra cửa, cầm theo một gói thuốc lá, lấy ra một điếu rồi châm lửa. Nhìn thấy Lạc Tú bỏ đi, Trần Hữu càng cảm thấy đắc ý hơn. Anh ta nghĩ rằng Lạc Tú bỏ đi vì không thể so được với anh ta. Lúc này Trương Thục Phi cũng đi theo Lạc Tú ra ngoài. À ưm, Lạc Tú, anh đừng hiểu lầm em. Em với anh ấy chỉ là quan hệ bình thường, anh phải tin em. Vẻ mặt của Trương Thục Phi có vẻ bối rối, rõ ràng là sợ Lạc Tú nhận ra điều gì đó. Một. Ừ, Lạc Tú gật đầu, nhưng trong lòng lại cười gần. Hừ, quan hệ bạn bè bình thường à? Cô cho rằng tôi bị mù ư. Khi Trương Thục Phi nghe thấy lời nói của Lạc Tú thì trong lòng hơi khó chịu, dù sao nếu không từ chối Trần Hữu thì chính là đang ngầm thừa nhận anh ta theo đuổi mình mà cô ta là người đã có bạn trai rồi. Nhưng quả thực Trần Hữu rất xuất sắc, cho dù là trên phương diện nào thì Lạc Tú đều không thể so sánh được. Ba của Trần Hữu là cựu phó thị trường, trong khi ba của Lạc Tú chỉ là một người bình thường. Trần Hữu hiện là cổ đông của một công ty lớn, còn Lạc Tú thì sao? Nhưng Trương Thục Phi biết rất rõ Lạc Tú mới là người thật lòng thật giả với cô ta, có điều trong thời đại này thì tấm lòng chân thành đáng giá bao nhiêu tiền chứ? e rằng cả đời này Lạc Tú cũng không thể nào chạm tới cuộc sống như của Trần Hiếu, và những gì Trần Hiếu có thể cho cô ta cũng là thứ mà cả đời này Lạc Tú không thể cho cô ta. Trương Thục Phi thở dài, có điều lần này Lạc Tú luôn khiến cô ta có cảm giác rất khác biệt, nhưng Trương Thục Phi không phân biệt được khác nhau ở chỗ nào. Mấy hôm trước không phải anh đi du lịch ở núi Thái Sơn sao? Sáng nay em xem tin tức nói ở đó bị xét đánh hả? Trương Thục Phi đổi chủ đề. Không nghe nói gì hết lạc tú không trả lời nhưng khóe miệng nhếch lên nụ cười mỉa mai anh đang chờ để xem kịch hay đúng lúc này thì trong nhà có tiếng phụt rồi lại một tiếng phụt khác tiếp theo là tiếng phụt phụt vang lên không ngớt trương thục phi nghi ngờ quay đầu lại rồi bước vào nhưng vừa bước vào thì lập tức lùi ra mặt mũi tím tái bịt kín miệng mũi hai mắt rưng rưng mà ngay sau đó ba mẹ của trương thục phi cũng chật vật chạy ra ngoài hôi quá hôi đến ngạt thở có một mùi hôi thối từ trong phòng bay đến và những tiếng phụt phụt vẫn tiếp tục vang lên nếu bước vào lúc này sẽ thấy trần hữu nồng nặc mùi hôi thối thậm chí cả căn phòng gần như một ngạt không thở nổi trần hữu cũng choáng váng nước mắt chảy dài vì quá hôi thối cuối cùng trần hữu cũng không thể chịu được nữa đành phải chạy ra ngoài bởi vì lúc này anh ta đang xì hơi liên tục mà lại hôi thối vô cùng cả căn phòng đã đầy mùi hôi thối hơn nữa bản thân anh ta không thể ngừng xì hơi một cách khó hiểu. Điều quan trọng nhất, đây chính là nhà của cô gái mà anh ta đang theo đuổi, thế mà anh ta lại làm trò trước mặt ba mẹ người ta. Nếu chỉ xì hơi một hai cái thì có lẽ không ai để ý nhưng anh ta vẫn không ngừng xì hơi, cả căn phòng đều hôi kinh khủng, điều này thật quá đáng. Một, nhất là đối với một người như Trần Hiếu, loại hành vi xấu hổ này khiến anh ta hận không thể tìm được một cái lỗ để chui vào anh ta cảm thấy hình tượng trong sạch và cao quý mà mình đã vất vả dựng lên trước mặt Trương Thục Phi và gia đình cô ta đã bị hủy hoại hoàn toàn. Trần Hữu vừa đi ra thì phát hiện cả nhà Trương Thục Phi đang nôn mửa dữ dội, bởi vì vừa rồi họ mới ăn cơm, Trần Hữu xì hơi liên tục đã khiến họ ghê tởm mà nôn ra. Lạc Tú đã chuẩn bị từ lâu nên đứng tránh xa Trần Hữu. Tôi nói này anh bạn, anh định khiến cho toàn bộ tiểu khu này trở nên hôi thối hết hay sao vậy? Lạc Tú mỉa mai. Anh, vốn dĩ Trần Hiếu định phản bác, nhưng âm thanh phụt phụt vẫn tiếp tục vang lên, mùi hôi thối không ngừng ập đến, ngay cả mẹ của Trương Thục Phi lúc này cũng có ánh mắt kỳ quái khi nhìn Trần Hiếu. Mặc dù ngoại trừ câu nói của Lạc Tú thì tất cả mọi người đều không nói gì nhưng Trần Hữu nhìn thấy ánh mắt kinh tởm của Trương Thục Phi và gia đình cô ta, khiến anh ta càng cảm thấy xấu hổ vô cùng. Dù da mặt Trần Hữu dày đến đâu thì anh ta vẫn cảm thấy rất xấu hổ, lúc này da mặt dày đã cảm thấy nóng bừng, đã nảy sinh ý đồ muốn chạy khỏi đây. Lúc này, Lạc Tú dùng ngón tay búng nhẹ điếu thuốc trong tay, không ai để ý rằng điếu thuốc kia lại giống như một viên đạn, cứ thế bắn thẳng vào chiếc Cayenne của Trần Hữu. Ngay sau đó, kèm theo một tiếng nổ bùm, một trong hai bánh của chiếc Cayenne cũng nổ tung. Tiếng nổ này đã khiến mọi người giật mình sợ hãi. Còn Trần Hữu vốn dĩ cảm thấy thật bẽ mặt, đang định lái xe bỏ đi, nhưng vừa cất bước thì lốp xe lại bị nổ khiến Trần Hữu thầm chửi rủa, hôm nay sao lại xui xẻo như vậy chứ? hơn nữa giống như ông trời cố tình gây khó dễ với anh ta vậy. Cẩn thận, ngay khi Trần Hữu đang sửng sốt thì một tiếng hét kinh hãi vang lên. Thì ra là chậu hoa đặt trên bệ cửa sổ tầng 3, không biết vì sao lại rơi thẳng xuống. Hơn nữa, nó lại nện thẳng vào đầu Trần Hữu chương 7, Người vô hình. Trương Thục Phi cũng cảm thấy lạc tú hơi keo kiệt, nhưng cô ta vẫn đổi chủ đề. Em với anh đi tìm một khách sạn để nghỉ ngơi trước đi trương thục phi nói thục phi con quay lại đây mẹ của trương thục phi lạnh lùng gọi cô ta lại thấy lạc tú không có phản ứng cuối cùng trương thục phi lựa chọn quay lại không đi cùng lạc tú nhìn thấy lạc tú bỏ đi một mình trương thục phi không thể chịu đựng được dù sao thì lạc tú cũng không quen cuộc sống ở đây anh đến tân châu tìm cô ta đêm nay nghỉ ngơi ở đâu cũng là chuyện lớn nhưng cuối cùng cô ta vẫn thở dài trương thục phi thôi thì mày hãy từ bỏ đi anh ấy và mày thực sự không phải là người cùng một thế giới. Sau khi Lạc Tú bỏ đi, mẹ của Trương Thục Phi lập tức nghiêm mặt, cầm túi trà lên, không thèm giữ lại mà thay vào đó ném ra ngoài cửa sổ. Đêm nay để cậu ta ngủ ngoài đường đi. Mấy lá trà này hả? Mất mặt. Thục Phi, không phải mẹ đã nói với con rồi sao, tên họ Lạc này không xứng với con. Mẹ là người từng trải, con hãy nghe mẹ khuyên, hãy quên cậu ta càng sớm càng tốt. Người như cậu ta cả đời này sẽ chẳng có tiền đồ mẹ của trương thục phi luôn coi thường lạc tú đã vậy còn có trần hữu đang theo đuổi con gái mình nên nếu so sánh lạc tú với trần hữu thì phân chó còn không bằng mẹ của sắp nhỏ đây đều là chuyện của đám trẻ bọn chúng bà có thể bớt nói vài câu được không trương công minh nghe không lọt tai nữa cái gì chuyện của đám trẻ chứ thục phi con có nhìn thấy chưa trước đây mẹ chính là mềm lòng mới lấy người ba ăn hại này lúc ấy mẹ nghĩ ông ta thật lòng tốt với mẹ nhưng bây giờ mẹ hối hận biết bao lúc trước chắc mẹ bị mù rồi đi theo đồ ăn hại này đã chịu biết bao cực khổ chứ thục phi con đừng bao giờ phạm phải sai lầm như mẹ nữa được không bà hối hận vì đã lấy tôi sao trương công minh cũng nổi giận thấy hai người đã cãi nhau đến nơi trương thục phi tức giận trở về phòng đóng sầm cửa lại sau đó ở lì trong phòng không chịu ra nhưng cô ta không trách ba mẹ mình mà là trách lạc tú chẳng lẽ anh tiếc tiền để mua vài món đồ tốt tới hay sao? Chỉ mang mấy túi trà ư. Nghĩ đến thôi cũng khiến người ta phải coi thường. Bạn trai của Trương Thục Phi tôi chỉ mang theo một vài túi trà khi lần đầu tiên đến nhà bạn gái ư. Trương Thục Phi còn tự cảm thấy mất mặt. Thực ra Lạc Tú đã mang theo rất nhiều thứ có giá trị, nhưng sau khi Lạc Tú tỉnh dậy ở trên xe thì anh đã quyết định rằng sẽ không đưa chúng cho mấy người này. Ra ngoài, đúng là cuộc sống nơi xa lạ sẽ rất phiền toái. Nhưng vào lúc này, điện thoại của Lạc Tú vang lên. Alo, thầy, anh đang ở đâu? Được rồi, tôi đến đón anh ngay bây giờ. Ông nội nhờ tôi đặt một phòng tổng thống cho anh ở khách sạn Hải Thượng Minh Nguyệt. Hải Thượng Minh Nguyệt là khách sạn 5 sao tốt nhất ở thành phố Tân Châu, nghe nói phòng tổng thống có giá gần 3 vạn một đêm, không phải người thường nào cũng có thể trả được. Tân Châu là một thành phố cực kỳ phồn hoa, đặc biệt là vào ban đêm, ngựa xe như nước tạo thành một dòng chảy bất tận thật ra Lạc Tú vẫn hơi thổn thức, cuộc sống tu đạo ngàn năm, trình chiến tứ phương bày mưu tính kế ngàn năm vạn năm, thế mà giờ phút này lại đột nhiên đặt mình vào trong thành thị vừa phồn hoa vừa an tĩnh khiến cho Lạc Tú cảm thấy cực kỳ mất tự nhiên. Giống như một con hổ hung dữ đã trải qua nhiều trận chiến bất ngờ lao vào một đàn cừu không có sức phản kháng, ngược lại sẽ khiến con hổ hơi choáng váng, khó chịu. Lạc Tú bất giác liếm môi, rồi mỉm cười một cách tà mị, ha ha, phàm trần, đây là thành phố đầu tiên anh sẽ dẫm nát dưới chân. Đến ngã tư đường, Lạc Tú mang theo hành lý dừng lại ở đó. Mặc dù Lạc Tú là tiên tôn nhưng lúc này anh cũng không lộ ra khí chất đó, mà giống như một sinh viên đại học chất phác vừa ra trường, cộng thêm trang phục của Lạc Tú thì vừa nhìn anh giống như một người lần đầu tiên từ nông thôn lên thành phố. Lúc này một chiếc taxi đi qua đã bóp còi và dừng lại trước mặt Lạc Tú. Cửa kính xe hạ xuống, bên trong là một người đàn ông trung niên khoảng 40 tuổi, Tài xế vẫy vẫy tay, chàng trai, đi taxi không? Lạc Tú lắc đầu, anh đang đợi Diệp Song Song, có vẻ như người ta đã đến rồi. Hừ, nghèo mạt, người lái xe nghe thấy Lạc Tú từ chối thì lập tức thay đổi sắc mặt, mắng mỏ và lái xe đi kèm theo lời trách móc. Ông ta nghĩ tên nhà quê này không có tiền nên mới không bắt taxi. Cút đi, không có tiền thì đến thành phố làm gì? Ông ta khinh thường nhất đám người nghèo này nhưng khi ông ta vừa mới bắt đầu bỏ đi hơn 10 mét thì đã nhìn thấy một chiếc xe thể thao Lamborghini màu vàng qua gương chiếu hậu, từ từ dừng ở vị trí ông ta vừa mới đỗ xe. Rồi trong vẻ mặt sướng sở của người tài xế, người mà ông ta cho rằng là tên nhà quê kia đã lên xe. Thầy à, người vừa rồi đó, có muốn làm gì không? Hiển nhiên vừa rồi Diệp song song ở cách đó không xa đã nhìn thấy cảnh này. Dựa theo tính cách của Diệp song song thì đương nhiên không chịu nổi, dù sao Diệp Song So Ninh cũng không phải loại người dễ đối phó. Nói trắng ra, có thể có người ở Tân Châu cô ta không dám động vào, nhưng người bình thường thì ai cô ta cũng dám động. Lạc Tú lắc đầu, giống như không có ý định so đo, nhưng khóe miệng lại mang một vẻ cực kỳ cân nhắc mà nhìn chiếc taxi trước mặt. Đây không phải là Lạc Tú rộng lược, thật ra, tuy Lạc Tú là tiên tôn nhưng có đôi khi càng dễ nổi giận. Đương nhiên cũng có thể nói bởi vì anh đã là tiên tôn nên đôi khi tôn nghiêm không chấp nhận được sự khiêu khích nhưng lạc tú không định làm gì người lái xe đã mắng mình vì anh đã nhìn thấy một cảnh tượng rất thú vị chú ơi chú chở cháu đi một đoạn được không tài xế taxi vẫn đang nhìn vào gương chiếu hậu nhìn chiếc lamborghini thì bất chợt có một giọng nói vang lên khiến tài xế giật mình sau khi người lái xe nhìn kỹ hơn hóa ra đó là một người phụ nữ tóc dài mặc váy đỏ đang ở bên cạnh xe của ông ta đương nhiên có tiền thì tài xế rất vui vẻ nhưng người phụ nữ mặc váy đỏ buổi tối có vẻ khiến người ta hơi sợ hãi, có điều sau khi nhìn thấy khuôn mặt của người phụ nữ thì tài xế đột nhiên lộ ra vẻ thèm thuồng và cho người phụ nữ lên xe. Đúng lúc này, Diệp Song song lái xe với tốc độ rất nhanh đến bên cạnh chiếc taxi. Mà vẻ mặt nghiền ngẫm của Lạc Tú càng lúc càng đậm. "Thầy bị sao vậy?" Diệp Song song hơi tò mò nhìn biểu hiện của Lạc Tú. "Cô có để ý thấy chiếc taxi đó không?" Lạc Tú không giải thích mà hỏi. Hả, Diệp song song sừng sốt, thật ra vừa rồi cô ta rất chú ý tới chiếc xe đó, hơn nữa còn nhớ cả biển số của nó nữa. Hành khách, Lạc Tú lại nhắc nhở. Khi được Lạc Tú nhắc nhở, bỗng nhiên Diệp song song nhớ rằng bình thường biển hiệu của xe taxi chính là xe trống, chỉ khi thực sự có hành khách trong đó thì người lái xe mới đổi hai chữ xe trống bằng hai chữ có khách. Nhưng điều kỳ lạ là Diệp song song có thể chắc chắn rằng chiếc xe mình vừa đi ngang qua không có ai trên xe ngoài tài xế, mà tài xế đã đổi biển hiệu xe chống bằng có khách. Rõ ràng là không có hành khách trên xe, vậy tại sao tài xế lại thay đổi bảng hiệu là có khách làm gì? Ông ta sắp chết, Lạc Tú bất ngờ lên tiếng. chương 8, quy tắc ngầm. Khách sạn sang trọng nhất ở Tân Châu kỳ thật nằm gần Vịnh Bàn Long. Trăng sáng trên biển. Trong khách sạn không chỉ có một bể bơi khổng lồ, mà còn có một trung tâm mua sắm, thậm chí còn có cả một sòng bạc dưới lòng đất. Đi thang máy vào đại sảnh, Nơi đây nguy nga và tráng lệ, đèn chùm pha lê khổng lồ như những vì sao sáng lấp lánh, đá cẩm thạch như ngọc càng làm nổi bật vẻ quý phái và sang trọng nơi đây. Mà vừa rồi Lạc Tú cũng chú ý, trong bãi đậu xe ngầm hầu như toàn là xe hạng sang mấy ngàn vạn tệ, kém nhất cũng là mấy trăm vạn tệ. Hơn nữa đây là một nơi mà những kẻ có tiền bình thường cũng không thể tận hưởng, bởi vì ở nơi này không chỉ giàu có, mà còn phải có thế hoặc có quyền. Vì vậy, những người có thể đến đây về cơ bản có thể được coi là một số ít kẻ quyền quý có máu mặt ở Tân Châu. Tuy nhiên, vì mối quan hệ đặc biệt giữa khách sạn này và nhà họ Diệp, trên thực tế Diệp Song Song cũng không đến quầy lễ tân đăng ký và lấy thẻ chìa khóa, mà trực tiếp dẫn Lạc Tú đến phòng tổng thống ở tầng 27. Diệp Song Song dẫn Lạc Tú vào trong phòng, sau khi sắp xếp chỗ ở, nhân tiện mời Lạc Tú đến một cuộc đấu giá cỡ lớn vào ngày mai. "Thầy, đây là hai thứ ông nội đưa cho thầy." Diệp Song Song không vội vàng rời đi mà lấy ra hai thứ, một chiếc chìa khóa xe Lamborghini và một phần văn kiện. Ông nội nói đây xem như là học phí của tôi, cho nên xin thầy đừng từ chối. Dường như sợ Lạc Tú sẽ từ chối nên Diệp Song Song giành nói trước. Chìa khóa xe thì Lạc Tú biết, nhưng còn phần văn kiện kia, Lạc Tú xem qua thì đó là hợp đồng chuyển nhượng và sửa đổi của công ty. Đưa cho tôi một công ty sao? Lạc Tú bối rối hỏi. Công ty của nhà họ Diệp ở Tân Châu rất nhiều. Công ty này không quá lớn nhưng cũng không tệ lắm. Có thể kiếm lãi dòng hơn 800 vạn nhân dân tệ mỗi năm. Diệp song song mỉm cười nói. Hơn nữa Diệp Kính Bình cực kỳ coi trọng Lạc Tú. Tặng một công ty cũng chỉ để bày tỏ tốt với Lạc Tú. Tuy nhiên, ban đầu Lạc Tú định từ chối. Nhưng sau khi nhìn thấy tên của công ty kia, Lạc Tú đã thay đổi quyết định mà chấp nhận. Bởi vì Lạc Tú không ngờ rằng công ty đó tình cờ lại là công ty mà Trương Thục Phi làm việc, cũng chính là công ty mà ngày mai mình sẽ đi báo danh. Tiếp trước ở công ty đó, anh đã nhận hết sự xa lánh và bắt nạt, ngay ngày đầu tiên đến đã bị sỉ nhục trước mặt mọi người. Đặc biệt là sau khi bị Trương Thục Phi bỏ rơi thì ngày càng trầm trọng hơn, bị đồng nghiệp trào phúng, châm biếm trong tối ngoài sáng. Thậm chí ngay cả nhân viên bảo vệ ở cửa cũng coi thường Lạc Tú, trào phúng châm biếm anh. Ở khiếp này, Lạc Tú rất mong đợi, anh trái lại muốn xem, sau khi để công ty đó trở thành của riêng mình, những người đã coi thường và chào phúng anh ở kiếp trước sẽ như thế nào. Đây mới thật sự là phong thủy luân chuyển. Nhận lấy công ty, chiếc xe cũng được Lạc Tú nhận lấy. Trong toàn bộ quá trình, Diệp song song cũng tỏ ra tôn trọng, không còn tùy tiện như lúc đi tàu cao tốc nữa. Đương nhiên, chủ yếu là do những lời nói của Diệp Kính Bình. Một người có thể so sánh với Tông Sư, Diệp song song cô ta dù có mông cuồng đến đâu cũng phải thu liếm lại. Sau khi Diệp song song rời đi, Lạc Tú đi đến cửa sổ trong phòng, mở cửa sổ ra để ngắm cảnh đêm. Sau đó, Lạc Tú xuống lầu mua chút gì đó trước. Nhưng khi Lạc Tú quay trở về lại cảm thấy có gì đó không ổn. Bởi vì khi anh đi ra ngoài chắc chắn đã khóa cửa phòng cẩn thận rồi, thẻ cửa cầm đi, nhưng bây giờ trong phòng của mình có âm thanh truyền ra, lại còn là tiếng một người phụ nữ khóc nỉ non. Đạo Diễn Vương, ông đừng như vậy, tôi cầu xin ông, Đạo Diễn Vương. Nghe thấy âm thanh này, Lạc Tú nhíu mày, tại sao lại có người ở trong phòng của mình? Sau đó, Lạc Tú mở cửa ra, đập vào mắt anh là một người đàn ông trung niên bụng phệ, nhưng lúc này người đàn ông này đã cởi áo ra, để lộ cái bụng béo to bự đầy mỡ, dưới cái đầu chọc lóc là một khuôn mặt tươi cười đáng khinh đeo kính. Mà ở phía đối diện là một người phụ nữ cực kỳ lộng lẫy, dáng người cực cao trước lồi sau vỉnh không nói, mấu chốt là khuôn mặt kia tuyệt đối là cấp độ hỏa thủy, đi trên đường tuyệt đối có thể bị nhận là ngôi sao. Chỉ là cho dù người phụ nữ rất xinh đẹp, nhưng hiện tại đã có chút bối rối và hoảng sợ, trên gương mặt xinh đẹp ửng hồng một mảng, còn đôi mắt trong veo lại chan chứa nước mắt. Chiếc váy trắng trên người đã bị xé toạc, lộ ra một vùng da trắng ngần. Nhưng mà điều này càng làm cho người đàn ông trung niên được gọi là đạo diễn vương kia ngày càng táo tận hơn, lục quang trong mắt càng ngày càng đậm hư, giả bộ, giả bộ ở trước mặt ông, đã đến bước này rồi mà cô còn giả bộ thuần khiết trước mặt ông đây sao? Cô lăn lộn trong giới giải trí lâu như vậy rồi, chẳng lẽ không biết quy tắc ngầm hả? Đêm nay không hầu hạ ông đây thoải mái thì con mẹ nó, chuyện cô muốn đoạt nữ chính số một bộ phim truyền hình này cũng là trò đùa thôi. Đạo diễn Vương tỏ vẻ châm chọc, sau đó nắm lấy cánh tay của người phụ nữ, muốn nâng mặt cô ta lên mà hôn. Đạo diễn Vương, xin buông tha cho tôi được không? Tôi từ bỏ vai nữ chính số một trong bộ phim truyền hình đó được chưa? Lam Thục Đoan vừa khóc vừa tránh khỏi khuôn mặt kinh tởm của đạo diễn Vương. Chỉ là tuy rằng đạo diễn Vương thoạt nhìn mập mạp như con cóc lớn, nhưng trong tay vẫn có sức lực. Đôi tay như kìm thép không chỉ ngăn cản không cho Lam Thục Đoan dẫy ruộng mà còn cảm giác rất đau. Hơn nữa, Lam Thục Đoan đã bị đạo diễn Vương này chuốc thuốc, giờ phút này cô ta chóng mặt hoa mắt, nóng bức khắp người, sức lực vùng vẫy ngày càng nhỏ. Hừ, tôi làm trong ngành này mấy chục năm rồi, đã ngủ với bao nhiêu môi sao, người như cô ông đây đã gặp nhiều lắm. Lúc đầu cũng phản kháng lắm, nhưng khi đã thoải mái thì chắc chắn sẽ là một con đĩ dâm đáng. Đạo diễn vương cười khẩy liên tục, một tay bắt lấy Lam Thục Đoan, sau đó dùng chút sức trực tiếp đẩy Lam Thục Đoan ngã lên ghế sofa. Ông đây nói cho cô biết, nếu đêm nay cô không ngủ cùng tôi thì từ nay về sau cô cũng đừng mong lăn lộn trong giới giải trí nữa. Ông đây chỉ cần tùy ý nói một tiếng là có thể đóng băng cô đó." Đạo Diễn Vương vừa nói vừa cởi quần, chỉ để lại quần lót rồi đến gần Lam Thục Đoan. Đối mặt với lời đe dọa từ Đạo Diễn Vương, trong mắt Lam Thục Đoan lóe lên vẻ kiên định, che ngực, run rẩy ngồi ở góc sofa, nhưng trong miệng vẫn nói. "Đạo Diễn Vương, van xin ông, van xin ông hãy buông tha cho tôi." cho dù sau này tôi không thể ở trong cái giới này nữa cũng không thành vấn đề chỉ cần ông buông tha cho tôi thôi ông đây nói cho cô biết đêm nay để cho cô hầu tôi là đã đánh giá cao cô rồi cô có biết ở ngoài cửa có bao nhiêu người xếp hàng không ơ ờ, lúc này đạo diễn vương cuối cùng cũng nhận ra có gì đó không thích hợp hình như sau lưng có người xông vào chương chín tiên tôn không thể phạm ơ ờ kìa thằng nhóc con lá gan lớn thật ha lập tức cút ngay cho ông ông đây còn có thể coi như chuyện này chưa xảy ra bằng không cho dù mày còn nhỏ thì ông đây cũng sẽ cho người phế đi đôi mắt của mày vương phú mở miệng uy hiếp với tư cách là một đạo diễn cộng thêm danh tiếng cũng không nhỏ chút mối quan hệ trong cái giới này vẫn phải có đó không chỉ là lời nói ông ta quả thật có năng lực này cho dù là ở tân châu ông ta cũng được coi là một nhân vật lớn có máu mặt nhìn thấy trước mặt chỉ là một người trẻ tuổi Vương Phú hoàn toàn không để Lạc Tú vào trong mắt. Theo ông ta thấy, đối phương chỉ là một người trẻ tuổi mới ra đời, tùy ý hù dọa mấy câu là có thể dọa đối phương rút lui. Nhưng đáng tiếc người ông ta gặp được là Lạc Tú, Tiên Tôn Lạc Tú, một nhân vật siêu thoát thế tục, xa rời quần chúng. Vốn dĩ nếu loại chuyện này xảy ra ở bên cạnh thì Lạc Tú khẳng định sẽ không quan tâm. Dù sao bản thân Lạc Tú cũng không phải là người tốt gì cho cam. Nếu không anh cũng sẽ không trở thành tiên tôn ở loại hậu thế ngươi lừa ta gạt kia, nhưng chuyện này hiện tại đang diễn ra trong phòng riêng của anh, như vậy thì tên mập mạp này xui xẻo rồi. Ông đây đang nói chuyện với mày đấy, mẹ nó mày không nghe thấy hả? Muốn chết phải không? Anh đẹp trai, hay là anh đi trước đi." Lam Thục Đoan vẫn còn run rẩy, cô ấy hy vọng có người cứu mình, nhưng cô ấy lại không muốn làm hại chàng thanh niên này. Lam Thục Đoan không dám liên lụy đến người thanh niên trước mặt. Kỳ thật điện thoại di động của Lam Thục Đoan vẫn nằm ngay trong tay cô ấy, nhưng Lam Thục Đoan cũng không dám gọi cảnh sát. Chuyện quân sự, bởi vì cô ấy biết rõ lai lịch và thực lực của Vương Phú. Ít nhất ở Tân Châu, rất nhiều việc Vương Phú có thể dọn dẹp, vì thế Lam Thục Đoan mới khuyên người thanh niên rời đi. Vì nếu không xử lý được thì có thể sẽ hại chết người thanh niên này. Dưới tay của Vương Phú có một đám côn đồ, lúc đầu, có người trong đoàn làm phim không nghe lời chống đối vài câu với Vương Phú, kết quả thi thể được tìm thấy trong xe vào ngày hôm sau. Cảnh sát đến cũng chỉ đi dạo hiện trường một chút, cuối cùng chẳng có lời giải thích nào về hung thủ. Nếu liên lụy đến người thanh niên trước mặt này, rất có thể Vương Phú sẽ giết chết người thanh niên này dưới cơn giận dữ. Nhưng Lạc Tú vẫn làm như không nghe thấy những lời này, thay vào đó từ tốn hít một hơi thuốc, rất bình tĩnh nhìn Vương Phú. "Này, mẹ nó mày đúng là không có mắt mà, mày cũng không đi ra ngoài hỏi thăm xem" vương phú ông đây mà mày cũng dám chọc vào sao vương phú nhìn thấy lạc tú không động đậy gì cũng thật sự nổi nóng rồi để lại lam thục đoan ông ta trực tiếp đứng dậy cầm lên một chai rượu đỏ trên bàn sau đó cười khẩy đi tới chỗ lạc tú vương phú nhìn lạc tú từ trên cao sau đó giơ bình rượu trong tay lên trong mắt lóe lên một tia tàn nhẫn ông đây cho mày xen vào việc của người khác này nói xong câu đó vương phú thật sự đập mạnh chai rượu trong tay về phía lạc tú nhưng khoảnh khắc tiếp theo, Lạc Tú rốt cuộc cũng động đậy, dùng tốc độ nhanh đến nỗi Vương Phú và Lam Thục Đoan cũng chẳng thể nhìn rõ, chờ nắm lấy cổ Vương Phú. Dưới biểu cảm trợn mắt há mồm của Lam Thục Đoan, anh dùng một tay mà sách tên mập mạp hơn trăm ký lên. Buông, buông ra, mày, mày có biết tao là ai không? Mày chết chắc rồi, tao nói cho mày biết, bất luận mày là ai, mày cũng chết chắc rồi. Vương Phú bị Lạc Tú kéo cổ áo lên, Sắc mặt của Vương Phú bỗng chốc chuyển sang màu gan lợn. Nhưng thay vì xin tha, ông ta trái lại còn đe dọa Lạc Tú. Bởi vì ông ta chắc chắn rằng Lạc Tú không dám thương tổn mình, nếu không về sau Lạc Tú sẽ không thể nào lăn lộn ở Tân Châu được nữa, dù sao ông ta vẫn có chút quyền lực ở Tân Châu. Tuy nhiên, Lạc Tú không đáp lời, mà cầm Vương Phú từ từ đi về phía cửa sổ, như thể định ném Vương Phú xuống. Xong, ngoài dự đoán của mọi người, Vương Phú vẫn không sợ hãi thay vào đó cười khẩy mở miệng nói. Hừ, muốn hù dọa ông mày à? Nếu hôm nay mày có gan thì giết chết ông mày đi, nếu không hôm nay mày nhất định phải chết. Vương Phú hiển nhiên không lo lắng thanh niên này thật sự sẽ giết mình, dù sao không phải ai ai cũng có thế lực tốt. Xã hội ngày nay là xã hội pháp trị, không ai dám làm càn. Vì vậy, ông ta cảm thấy người thanh niên trước mặt chỉ đang hù dọa mình mà thôi, không có gan thực sự giết mình nhưng Lạc Tú không mở miệng nói chuyện mà thật sự nhấc vương phú ra ngoài cửa sổ. Làm đi, có gan thì mày ném ông mày xuống đi, đồ hèn. Đến bây giờ vương phú cũng vẫn không cảm thấy người thanh niên trước mặt sẽ giết ông ta. Thứ nhất, mặc dù người thanh niên trước mặt có chút kỳ lạ, nhưng át hẳn chỉ là một thằng nhóc loi choi mà thôi. Loại chuyện giết người này, anh không dám, cũng không có gan. Thứ hai, vương phú ông ta còn có chút lai lịch, tuy rằng không rõ tên nhóc này rốt cuộc có nội tình như thế nào nhưng khẳng định sẽ không vì một người phụ nữ mà giết ông ta vì vậy trong mắt Vương Phú dày đặc vẻ diễu cợt và khinh thường ngay cả Lam Thục Đoan cũng cảm thấy rằng lạc tú có thể chỉ muốn dọa Vương Phú thôi không thể nào thực sự ném Vương Phú xuống nhưng khoảnh khắc tiếp theo Vương Phú lại trở nên hơi lúm cuống bởi vì ông ta phát hiện ánh mắt người thanh niên trước mặt rất bình tĩnh hay gọi là lãnh đạm thực sự rất lãnh đạm chẳng khác gì hổ hay rắn độc cả, chính là loại biểu cảm lạnh lùng khi đối mặt với con mồi. Bây giờ Vương Phú đã thực sự có hơi hoảng loạn. Buông tao ra, mày định làm gì? Mày định làm gì? Vương Phú đột nhiên sợ hãi. Ông ta thật sự sợ người thanh niên trước mặt nóng này, sau đó buông tay ném mình xuống. Tao nói cho mày biết, nếu mày giết tao, thi thể ở ngay phía dưới, cảnh sát nhất định sẽ tìm tới cửa, mày chắc chắn sẽ ngồi tù, ngồi tù đó mày có biết không? Vương Phú lại uy hiếp. Đáng tiếc, Vương Phú không biết mình đang nói chuyện với ai. Giết người là chuyện tập mãi thành quen với lạc tú rồi. Danh tiên tôn chính là dùng xương trắng và biển máu mà đắp thành, hai tay lạc tú đã dính đầy máu tươi vô tận rồi. Cuối cùng lạc tú cũng lên tiếng, từ lúc bước vào, đây là câu đầu tiên lạc tú nói. ồn ào! Ngay lập tức, lạc tú thực sự buông tay, nhưng thay vì ném vương phú xuống, lạc tú đã trực tiếp quảng vương phú lên. Lạc Tú ở tầng 27, phía trên còn có 3 tầng nữa, tiếp đó sau lưng là vịnh Bàn Long. Nhưng Lạc Tú không ném vương phú xuống mà ném lại qua cửa sổ về phía sau. Với thực lực hiện tại của Lạc Tú, thực sự không khác mấy so với việc người thường ném đá, hoặc dễ hơn cả người thường ném đá. Vương Phú thậm chí chẳng kịp hét lên được một tiếng, cả người đã bay thẳng đến vịnh bàn long ở ngọn núi phía sau. Cảnh tượng này rơi vào trong mắt khiến Lam Thục đoan ngây ngẩn cả người, hoặc nói cách khác là đã chấn động rồi. Cô ấy không ngờ thanh niên trước mặt thật sự dám giết người. Cho dù vương phú bị ném tới đâu, ở đây cao như vậy, ông ta nhất định sẽ không thể sống sót. Cô ấy còn tưởng rằng người thanh niên trước mặt chỉ hù dọa vương phú mà thôi chứ thật sự sẽ không giết người. Nhất thời, Lam Thục Đoan muốn hét lên một tiếng. Nhưng Lạc Tú đã lên tiếng trước. Ngậm miệng, giọng nói rất lạnh nhạt, nhưng lại khiến Lam Thục Đoan sợ tới mức sắc mặt trắng bệch ngoan ngoãn ngậm miệng lại. Anh có giết tôi diệt khẩu không? Lam Thục Đoan ngập ngừng một hồi lâu rồi mở miệng hỏi. Nếu cô đi tố cáo tôi, tôi có thể sẽ cân nhắc làm chuyện này. Lạc Tú ngậm điếu thuốc, vẻ mặt rất thở ơ, giống như hoàn toàn không có cảm giác giết người, tựa như chỉ là tùy tiện ném một cục rác ra ngoài thôi vậy. chương 10, người đẹp trèo lên giường. Ở lại đây 15 phút, cô đã bị đánh thuốc rồi, Tôi cũng không muốn cô bị lửa dục khó tắt như thế này mà leo lên giường của tôi." Lạc Tú cười nói. Khuôn mặt của Lam Thục Đoan vốn đỏ bừng vì bị đánh thuốc, thậm chí cả người cô ấy cũng đã rất đỏ, nhưng những lời này của Lạc Tú vẫn khiến cô ấy cảm thấy lỗ tai nhất thời trở nên nóng bừng, như thể càng đỏ hơn. Vốn dĩ chiếc váy mà Lam Thục Đoan mặc là màu trắng, hơi trong suốt, lúc này đã bị nước lạnh dội vào, chiếc váy dán sát trên người Lam Thục Đoan, nhất thời lộ ra vẻ quyến rũ động lòng người và xinh đẹp tuyệt trần. Google trang này, đọc ngay không quảng cáo TR ủng chuyện Việt Nam. Tuy nhiên Lạc Tú không có tâm trí để thưởng thức cơ thể ướt át mê hoặc, chỉ xoay người rời đi. Hơn 10 phút sau, Lam Thục đoan quấn khăn tắm bước ra. Không thể không nói, mặc dù quấn khăn tắm, đôi chân dài miên man thẳng tắp trông rất mê người, nhưng lại đang lạnh run lên. Mà giờ phút này, Lạc Tú đã pha xong một tách trà nóng, thuận tay đưa cho Lam Thục đoan một tách. Cảm ơn, nhận lấy tách trà, lam thục đoan mở miệng nói sau đó vụng trộm liếc mắt quan sát lạc tú phát hiện thật ra bộ dạng của lạc tú khá ưa nhìn nếu người này không phải là sát thủ vừa rồi lại cứu mình thì người này thực sự thoạt nhìn rất có sức hấp dẫn nhất là trên người luôn có một cỗ khí chất khó tả tuy nhiên dù có đẹp trai đến đâu thì anh cũng là một kẻ giết người mình lại xinh đẹp như thế lỡ như anh nổi lên ý định xấu xa thì như vậy mình chẳng phải là cô ngủ trên sofa tôi ngủ trong phòng ngủ Tôi bật điều hòa giúp cô rồi, sẽ không khiến cô bị lạnh đâu. Lạc Tú lạnh lùng bỏ lại một câu rất không hiểu phong trần như vậy, trực tiếp đánh nát ảo tưởng tốt đẹp của Lam Thục Đoan, sau đó đứng dậy bỏ đi. Để lại Lam Thục Đoan với khuôn mặt ngạc nhiên. Thật ra Lam Thục Đoan muốn đi, nhưng quần áo mình đã ướt hết rồi, bây giờ lại còn chế nữa nên có lẽ muốn chạy cũng rất khó. Còn Lạc Tú lại cảm thấy có chút kỳ lạ, sao phòng mà Diệp xong xong sắp xếp lại có những người khác đi vào chứ? Trên thực tế, đây cũng là lỗi do sơ suất của Diệp Song Song, bởi vì căn phòng Tổng thống này thực sự không dành cho người bình thường ở. Ngày thường đều để sẵn ở đó, thật sự không có ai ở. Vì vậy, Diệp Song Song hoàn toàn không đến quầy lễ tân đăng ký mà trực tiếp cầm thẻ phòng đi thẳng lên. Ai mà biết được Vương Phú lại vào đây chứ? Tuy nhiên Lạc Tú cũng không nghĩ nhiều, dù sao đối với anh, loại tiên tôn giết người tựa ma như anh mà nói thì đó chỉ là một khúc nhạc đệm sau bữa tối mà thôi ngược lại thì hạt giống kia càng có sức hấp dẫn hơn đối với lạc tú. Tuy rằng kỳ thật ai cũng có thể tu luyện, nhưng hạt giống vẫn là cần thiết. Đặc biệt là đối với lạc tú hiện tại, tuy rằng bây giờ anh có thể so sánh với thực lực của các võ giả bình thường cấp bậc tông sư trở lên dựa vào khí tức của Thái Hoàng Kinh, nhưng tất cả đều là vầy ánh sáng của Thái Hoàng Kinh, chỉ là một cỗ khí tức mà thôi. Tu luyện chân chính là phải thức tỉnh trước, sau đó là phản tổ mà thức tỉnh tự thân không thể trực tiếp hoàn thành trên trái đất nơi linh khí đã cạn kiệt chỉ có thể thông qua hạt giống đương nhiên hạt giống cũng chia thành rất nhiều loại ví dụ như xá lợi của phật giáo thật ra cũng là một loại hạt giống nhưng chỉ là hạt giống bình thường rất phổ biến chỉ có thể dùng để thức tỉnh thần tàng trong cơ thể mình mà có một số hạt giống không chỉ được sử dụng để thức tỉnh thần tàng trong cơ thể mà thậm chí còn có thể mang theo một số thần thông tuy nhiên Mặc dù là những hạt giống phổ biến nhất nhưng thật ra cũng cực kỳ hiếm có. Cũng giống như xá lợi vậy, không phải tìm trên khắp các đường phố là có thể tìm được, đối với người bình thường rất khó kiếm được chúng. Lạc Tú cẩn thận bóc một lớp thanh nẹp trên hộp gỗ, bên trong là một cuộn da thú đã ố vàng. May là cũng vì thái hoàng kinh khiến Lạc Tú có thể cảm ứng được khí thức của hạt giống, nếu không hôm nay rất có khả năng anh sẽ bỏ lỡ hạt giống này rồi. Trải da thú ra một hạt đậu phồng hơi vàng xuất hiện trước mặt lạc tú, song hạt giống đã khô rồi, nói cách khác là đã héo rồi. Điều này khiến lạc tú đau đầu, có cảm giác như người bình thường bỗng chốc nhận được hàng tỷ nhân dân tệ, nhưng lại được thông báo rằng số tiền này đã bị ngân hàng đóng băng. Nhưng mà lạc tú lại cẩn thận nghiên cứu hạt giống này một chút, hai mắt không khỏi sáng lên, tức thì hô hấp có chút gấp gáp. Không ngờ, thật không ngờ. Bởi vì hạt giống này vậy mà lại là một hạt giống mang theo thần thông mỗi một hạt giống đều là để lại sau sự sụp đổ của một số đại năng cổ đại cũng xem như một loại truyền thừa nhưng có đại năng có thể chỉ để lại ấn ký tinh thần loại hạt giống đó tương đối bình thường chỉ có thể dùng để thức tỉnh nhưng có hạt giống cũng giữ lại một ít truyền thừa ví dụ như hạt giống trong tay lạc tú đó là một hạt giống có thiên nhãn thông nói đơn giản là hạt giống có chức năng nhìn xuyên thấu lạc tú tất nhiên cực kỳ vui mừng về điều này bởi vì một hạt giống đã được coi là ngàn vàng khó mua, huống chi là một hạt giống mang theo truyền thừa như Thiên Nhãn Thông chứ? Một khi hạt giống như vậy được luyện hóa sẽ không cần tu luyện Thiên Nhãn Thông nữa. Nó sẽ trở thành một loại thần thông, có thể trực tiếp sở hữu nó. Ngay cả Lạc Tú cũng không ngờ rằng vận may của mình lại tốt như vậy. Ngồi đường sắt cao tốc một chuyến, không chỉ có được một hạt giống, mà đó còn là một hạt giống mang thần thông. Phải biết rằng, đối với người bình thường lấy được hạt giống này nếu như có thể dung hợp chưa nói đến nhìn xuyên thấu mỹ nữ chỉ đi đánh bạc thì cũng là cược lần nào thắng lần đó tôi sợ lam thục đoan bỗng nhiên ôm chăn đẩy cửa bước vào vẻ mặt vừa lo lắng vừa sợ hãi thực ra trong lòng lam thục đoan vẫn rất do dự một bên là ác ma giết người không chớp mắt một bên là phòng khách nơi có người vừa chết sau một thời gian dài đấu tranh lam thục đoan vẫn cảm thấy ở lại bên cạnh lạc tú thì có cảm giác an toàn hơn tôi có thể ngủ bên cạnh anh được không? Lam Thục Đoan cúi đầu, dùng dư quang nhìn về phía Lạc Tú. Lạc Tú quay đầu nhìn chằm chằm vào Lam Thục Đoan, khiến Lam Thục Đoan sợ tới mức lập tức mở miệng nói. Tôi đảm bảo sẽ không quấy dậy anh. Lạc Tú do dự một chút, sau đó vẫn gật đầu đồng ý. Sau đó, Lam Thục Đoan ôm chăn trèo lên giường của Lạc Tú, chiếm một nửa vị trí. Dù cách chăn bông nhưng vẫn có thể cảm nhận được mùi của nhau. Dù sao Lam Thục Đoan cũng là một người ưu tú, vừa mới tắm xong nên mùi thơm vẫn còn lưu lại trên cơ thể, hương thơm thấm vào lỗ mũi của Lạc Tú, khiến Lạc Tú suýt chút nữa không kiềm chế được. Nói cho cùng, cho dù tâm lặng như nước như thế nào, đối mặt với cám dỗ này, chỉ cần Lạc Tú vẫn là một người đàn ông bình thường thì sẽ khó tránh khỏi sẽ động lòng. Mà Lam Thục Đoan cảm nhận được hơi thở nam tính mạnh mẽ trên người Lạc Tú, đôi gò má của cô ấy tức khắc đỏ bừng. Mình là ngôi sao hạng nhất may mà không ai biết, nếu không thì tai tiếng sẽ nghiêm trọng lắm. Nhưng bởi vì thực sự sợ hãi, cho nên dù Lam Thục Đoan cảm thấy không thích hợp nhưng vẫn mặt dày ngủ bên cạnh Lạc Tú. Audio điện tử Võ Tấn bền. Chương 11, nhân viên ông chủ. Trong văn phòng chủ tịch công ty. Giờ phút này, chủ tịch công ty ban đầu vô cùng cung kính nhìn người thanh niên trước mặt. Nửa đêm hôm qua, ông ta nhận được thông báo là chủ tịch công ty sắp thay đổi. Đúng vậy, đây là sản nghiệp của nhà họ diệp công ty này đối với nhà họ diệp thì bé nhỏ chẳng đáng kể nhưng dù sao nó cũng là một công ty nhưng rõ ràng để lôi kéo lạc tú diệp kính mình không tiếc hạ vốn gốc trực tiếp giao toàn bộ công ty cho lạc tú sau khi bàn giao công việc xong xuôi công ty mà anh đi làm cùng trương thục phi ở kiếp trước bây giờ đã mang họ lạc rồi tuy nhiên lạc tú cũng không quá phách lối không trực tiếp ra ngoài với tư cách là ông chủ thay vào đó anh vẫn cư xử như một người bình thường, gọi một cuộc điện thoại cho Trương Thục Phi. Cho dù công ty này đã là của anh, nhưng Lạc Tú quyết định y theo kiếp trước, làm nhân viên nhỏ trong công ty. Bởi vì anh không muốn quỹ đạo thay đổi quá nhiều, nếu không mọi thứ trong tương lai sẽ bị anh thay đổi hoàn toàn, như vậy anh cũng không có cách nào sở hữu ưu thế biết trước cả. Trương Thục Phi giúp lo liệu một chút, Lạc Tú nhanh chóng hoàn thành thủ tục nhậm chức, sau đó trực tiếp bắt đầu làm việc có thể thấy được rằng cảm xúc của Trương Thục Phi không tốt cho lắm, cũng không biết là vì chuyện ngày hôm qua hay là vì chuyện của anh. Về phần lương của Lạc Tú, mức lương cơ bản là 1.800 tệ, cộng với hoa hồng bán hàng. Mà loại lương cơ bản như vậy thật ra là rất thấp ở Tân Châu, nhưng Lạc Tú cũng không quan tâm đến điều này. Công việc của Lạc Tú là nhân viên bán hàng, buổi sáng lo kiểm tra xem xét với đống tài liệu dày cộp, cũng chẳng có người nào để ý đến Lạc Tú chẳng mấy chốc đã đến buổi trưa công ty bao ăn nên mọi người đều đến nhà ăn lạc tú là do trương thục phi dẫn đến nhưng anh có thể thấy rằng trương thục phi rõ ràng là không muốn để hai người quá thân cận với nhau đặc biệt là trong công ty sau khi lấy đồ ăn xong theo lý mà nói nếu họ là một cặp tình nhân thì nên ngồi ăn cùng nhau mới đúng nhưng vào lúc này một tiếng kêu lớn đã gọi trương thục phi đi mất mà trương thục phi tựa hồ cũng không muốn ngồi ăn cùng lạc tú bị gọi đi rồi trông cô ta ngược lại có vẻ nhẹ nhõm hơn. Thục Phi, lần trước không phải cô nói hôm nay bạn trai cô đến công ty chúng ta sao? Đối diện là một cô gái nhỏ nhắn xinh xắn, toàn thân mặc đồ hiệu, dễ nhận thấy là cô ta rất giàu có. Cô ta là đồng nghiệp kiêm bạn thân của Trương Thục Phi, còn có hai cô gái ngồi bên cạnh. Một cô gái có khí chất tao nhã, một cô xinh đẹp vô song. Nhưng Trương Thục Phi lại giả vờ như không nghe thấy, tự ăn cơm của mình thành thật mà nói quả thật cô ta có hơi hối hận khi để lạc tú đến làm việc chung với mình bởi vì con gái đều có tâm lý so sánh khi nói ra chắc chắn sẽ so sánh với nhau điều này cũng khó tránh khỏi cho dù là giữa bản thân và đồng nghiệp mà với ba người đồng nghiệp trước mặt này vậy thì càng muốn so sánh rồi nếu như lạc tú là phú nhị đại trong nhà đặc biệt giàu có và quyền thế thì trương thục phi nhất định bằng lòng đưa lạc tú đến làm quen với mọi người hoặc là khoe khoang với bên ngoài cho dù không phải phú nhị đại, dù Lạc Tú thuộc loại siêu đẹp trai thì cũng có thể. Nhưng Lạc Tú không là gì cả, quần áo anh mặc là đồ rẻ tiền, cũng chẳng đặc biệt đẹp trai gì, trong nhà lại càng không đặc biệt giàu có. So sánh với bạn trai của hai đồng nghiệp trước mắt, Lạc Tú kém quá xa, vì vậy Trương Thục Phi mới xa lánh Lạc Tú trong công ty, thậm chí không muốn giới thiệu cho đồng nghiệp của mình để làm quen, bởi vì cô ta cảm thấy xấu hổ. Thục Phi Tôi nghe nói bạn trai của cô là một chàng trai nghèo đến thị trấn nhỉ." Hồ Mỹ Kim lại ép hỏi. Rơi vào đường cùng, Trương Thục Phi ậm ừ gật đầu. "Vậy thì Thục Phi, cô còn ở bên cạnh một người như vậy làm gì?" "Cô xem bạn trai của tôi đi." Trên mặt Hồ Mỹ Kim lộ vẻ khoe khoang. Chẳng trách Hồ Mỹ Kim nói như vậy, bởi vì đừng thấy Hồ Mỹ Kim vẫn đang làm việc trong công ty mà lầm. Cô ta tìm được một anh bạn trai thuộc loại siêu giàu, nghe nói gia đình kinh doanh khách sạn. Giá trị con người phải đến mấy nghìn vạn tệ. Đây cũng là vốn liếng khoe khoang của Hồ Mỹ Kim. Điều quan trọng nhất là để theo đuổi được Hồ Mỹ Kim, người ta đã trực tiếp đến công ty này, trở thành trưởng phòng kinh doanh. Đây là điều mà Hồ Mỹ Kim thường xuyên lấy làm khoác lác. Mỹ Kim, sao cô có thể nói như vậy được chứ, không thể há mồm ngậm miệng là cứ nhắc đến tiền được đâu." Lý Tuyết cười nói. Nhắc đến tiền thì có gì sai? Không có tiền lại không đẹp trai cô đừng có nói với tôi là có tấm chân tình đấy chứ. Cũng cùng một đạo lý như khi mua một chiếc điện thoại di động vậy, cấu hình thấp, vẻ ngoài kém, cũng không phải là một thương hiệu lớn, sau đó nhân viên bán hàng còn nói với cô, hy vọng cô mua nó. Hồ Mỹ Kim vặn lại. Cũng đúng đó, Thục Phi, hay là chia tay với anh ta đi, tôi vừa mới nhìn thoáng qua, cô xem thời đại này còn ai mặc quần tây rẻ tiền như vậy nữa chứ. Trên người chẳng có lấy một thứ đồ có giá trị. Đúng đó Thục Phi, anh ta hoàn toàn không xứng với cô. Anh ta với cô hoàn toàn không phải là người trong cùng một vòng tròn. Một anh chàng nghèo như vậy, cũng là do lòng dạ cô tốt bụng thôi, chứ là tôi thì tôi cũng chẳng thèm quan tâm đến anh ta. Cô gái bên cạnh người tên Lý Tuyết cũng lên tiếng. Bạn trai của Lý Tuyết là một nam người mẫu trong công ty quảng cáo. Tuy không đặc biệt giàu có nhưng thu nhập của anh ta cũng cực cao và quan trọng nhất là anh ta cực kỳ đẹp trai. Đương nhiên điều này cũng khiến Trương Thục Phi vô cùng ghen tị. Nói cho cùng thì ai mà không thích người vừa đẹp trai lại giàu có chứ? Cô ngại thì chúng tôi sẽ giúp cô. Anh chàng đẹp trai, anh lại đây một chút. Hồ Mỹ Kim đột nhiên đứng dậy lên tiếng gọi Lạc Tú. Vốn dĩ Lạc Tú đang yên lặng ăn cơm, chợt nghe thấy có người gọi mình, tưởng có chuyện gì nên liền đi qua. Anh là bạn trai của Thục Phi à? Hồ Mỹ Kim hỏi với vẻ mặt kiêu ngạo, đây là lần đầu tiên hai người gặp nhau, có thế nào thì cũng nên lịch sự một chút mới đúng, nhưng rõ ràng Hồ Mỹ Kim không quan tâm đến điều đó. Thay vào đó là bộ dạng muốn gây chuyện. Ừ, Lạc Tú vốn không muốn quan tâm đến Hồ Mỹ Kim, nhưng lại đột nhiên nhớ ra, ở kiếp trước, bất luận là giáp mặt hay là sau lưng, dường như những người này đều châm chọc, kiếm chuyện với anh. chương 12, xếp gây khó dễ. Mỹ Kim. Ngay khi Hồ Mỹ Kim định tiếp tục chế diễu Lạc Tú thì bị một giọng nói cắt ngang một người đàn ông mặc vest và đi giày ra tiến về phía họ người đàn ông này không những không đẹp thậm chí có thể nói là xấu trai ngay cả bộ vest kia cũng không khiến anh ta có vẻ ngoài giống như một con người nhưng hồ mỹ kim lại có vẻ rất vui sướng nhìn về phía người đàn ông và không quan tâm đến đám đông trong hội trường sáng nay anh đi đâu vậy buổi sáng anh vừa đổi một chiếc xe trị giá hơn trăm vạn vẻ mặt của trương định hơi đắc ý trông rất kiêu ngạo còn cố ý lớn tiếng như sợ người khác không nghe thấy dù sao một chiếc ô tô có giá 100 vạn là thứ mà những nhân viên văn phòng trước mặt anh ta không thể nghĩ tới. Trương Định đang cố tình khoe khoang đây mà. Tối nay tôi mời mọi người đi ăn cơm, hôm nay Trương Định đổi xe, vẻ mặt rất tự hào. Hồ Mỹ Kim lại còn ghé tai Trương Định nói vài câu, Trương Định cười nhạt rồi lập tức nhìn Lạc Tú, sau đó thay đổi vẻ mặt nói. Lạc Tú phải không, mới tới bộ phận của chúng tôi à, tôi là trưởng phòng kinh doanh, yên tâm sau này sẽ chăm sóc cho anh chu đáo đúng rồi hay là ngồi xuống cùng nhau nói chuyện phiếm về xe cộ đi xe của anh có nhãn hiệu gì vậy vừa rồi trương định đã biết về tình hình của lạc tú anh ta biết rõ lạc tú không có xe mà còn cố ý hỏi điều này rõ ràng là anh ta muốn làm xấu mặt lạc tú trước đám đông mà chuyện linh dị tuy nhiên lạc tú giả vờ như không nghe thấy câu nói này thật ra trương định đã để lại cho anh ấn tượng rất sâu sắc kiếp trước khi đến công ty này Trương Định thường xuyên trừ tiền của anh mà không có lý do, còn yêu cầu anh làm thêm giờ, còn làm nhục anh trước mặt tất cả các đồng nghiệp của mình. Khi Trương Thục Phi bỏ rơi Lạc Tú, thậm chí anh ta còn dẫn theo người khác cười nhạo Lạc Tú. Nhưng mà kiếp này, Lạc Tú không có hứng thú để ý tới một kẻ tiểu nhân như vậy, anh bèn xoay người bỏ đi. Hừ, ở phía dưới tôi mà còn dám ngông cuồng như vậy, hãy đợi đấy. Đương nhiên Trương Định không ngờ tên nhóc này lại dám ngông cuồng như thế hơn nữa vừa rồi hồ mỹ kim cũng đã thì thầm bên tai anh ta rằng tên nhóc này thật sự có thể theo đuổi được trương thục phi xinh đẹp nhất công ty ư trương định cười khẩy nhìn theo bóng dáng của lạc tú buổi chiều toàn bộ phòng kinh doanh họp mọi người cùng nhau ngồi nói chuyện phiếm lúc lạc tú bước vào ngay cả trương thục phi cũng không chào hỏi lạc tú xem ra mọi người cố ý tẩy chay anh lúc này trương định nhìn về phía lạc tú sau đó cười nhạt lạc tú Mặc dù hôm nay anh mới tới đây lần đầu tiên, nhưng anh phải có tác phong của người làm việc chứ." Trương Định đã chĩa mũi súng về phía Lạc Tú, sẵn sàng bắt đầu gây khó dễ anh. "Công ty có một nhiệm vụ, tôi hy vọng anh có thể hoàn thành. Đương nhiên, nếu không hoàn thành nhiệm vụ này, tiền lương cơ bản của anh sẽ bị trừ theo quy định của phòng kinh doanh chúng tôi." Trương Định đã bắt đầu ra tay với Lạc Tú. "Được, Lạc Tú đồng ý mà không cần suy nghĩ." Điều này khiến Trương Định và những người khác hơi ngạc nhiên, vốn dĩ ai cũng nghĩ Lạc Tú sẽ từ chối, nhưng nào ngờ anh lại trả lời dứt khoát như thế. Nhưng ngay sau đó, Trương Định đã thầm cười nhạt, tôi mà không giết được anh ư? Được, đúng là người trẻ tuổi đầy nhiệt huyết, công ty cần tìm một người đại diện, tôi đã đàm phán với một vài nghệ sĩ, nhưng đều không thành công. Hôm nay trước khi tan làm, tôi hy vọng anh có thể cho tôi một câu trả lời thỏa đáng. Trương Định nói ra nhiệm vụ nhiệm vụ này không phải do trương định bịa ra mà hoàn toàn là sự thật nhưng khi những người ngồi bên dưới nghe thấy nhiệm vụ này thì sắc mặt tái mét vì trước đó có vài nhân viên nghiệp vụ đã đích thân đến hỏi thăm một số nghệ sĩ nhưng lần nào cũng bị họ đóng sập cửa lại thậm chí không ít lần bị người ta mắng mỏ rất thảm thế nào lạc tú anh có kế hoạch gì không trương định bắt chéo chân nhìn về phía lạc tú tất cả mọi người trong phòng đều biết đây là trương định cố ý dằn mặt lạc tú cho nên không ai dám nói lời nào vốn dĩ trương thục phi định mở miệng ngăn cản lạc tú nhưng lúc này lạc tú lại chợt đáp lại tìm một ngôi sao là được chứ gì ha 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 tìm được một ngôi sao ai đó bật cười lạc tú bây giờ là giờ làm việc không được phép nói đùa trương định bình tĩnh nói tôi không đùa tìm một ngôi sao ư trương định cười khẩy chỉ cần nghệ sĩ là người trong giới giải trí, cho dù là tuyến mấy cũng chính là nghệ sĩ, nhưng ngôi sao thì khác, ít nhất cũng phải có hạng hai. Lúc trước Trương Định ở công ty đã tự mình vận dụng các mối quan hệ cũng không tìm được người đại diện công ty, bây giờ Lạc Tú mới tới đây có một ngày mà còn khoác loác là sẽ tìm một ngôi sao đến ư. Được đó, Lạc Tú, giọng điệu cũng khá lắm, ngược lại tôi muốn xem anh có thể tìm được người nổi tiếng nào làm người đại diện hay không. Hồ Mỹ Kim ở bên cạnh mỉa mai một thằng nhóc không tiền không thế ngày đầu tiên đi làm đã muốn tìm một ngôi sao đến làm người đại diện có phải anh đã quá coi thường đàn anh chúng tôi rồi không một nhân viên nghiệp vụ đập bàn quát lạc tú anh bớt tranh cãi đi trương thục phi thật sự không muốn bị lạc tú làm cho mất mặt cho nên mới nhắc nhở nhưng lạc tú giả vờ như không nghe thấy a à, một năm nay nhóm chúng tôi đã tìm khắp nơi mà còn chưa được nghệ sĩ nào anh chỉ là người mới còn dám nói sẽ tìm một ngôi sao đến ư Ai cho anh tự tin nói những lời này vậy? Một người nhân viên cũ khác cũng đập bàn theo. Không phải khoác lác như thế đâu, Lý Tuyết cũng không chịu nổi nữa, tên Lạc Tú này thật là ngông cuồng. Không ai tin rằng Lạc Tú có thể tìm được một ngôi sao, dù sao thì người có xuất thân như Trương Định cũng không thể làm được, huống chi một người mới không có bối cảnh như anh sao có thể làm được điều này chứ. Lúc này Trương Thục Phi vô cùng thất vọng về Lạc Tú, cô cho rằng Lạc Tú kém cỏi nhất chính là trong nhà không có tiền, nhưng không ngờ lạc tú lại là người thích ba hoa như thế có thể người khác không hiểu chi tiết về lạc tú nhưng trương thục phi là bạn gái của anh sao lại không hiểu chứ anh chỉ là một người đến từ thị trấn ngày đầu tiên bước vào tân châu lại mạnh miệng nói rằng sẽ tìm được một ngôi sao ư anh có năng lực đó sao anh có mối quan hệ đó sao không phải là trương thục phi không biết về các mối quan hệ của lạc tú được rồi nếu lạc tú đã nói vậy thì chúng ta hãy chống mắt ở đây chờ lạc tú tìm được một ngôi sao đi trương định mỉa mai nói anh ta cũng không tin lạc tú có thể tìm được một ngôi sao để làm người đại diện bây giờ anh có thể đi ra ngoài tìm được rồi à quên nhắc nhở anh anh không có xe phải không xe công trong công ty có vấn đề hôm nay không lái được anh chỉ có thể đi taxi tiền taxi thì anh tự trả trương định ác y nói thật ra có thể nói lạc tú đã là ông chủ của công ty này Đương nhiên, Lạc Tú biết xe công trong công ty không hề bị hỏng, đây là Trương Định cố ý nói thế. Tuy nhiên, Lạc Tú cũng không nói nhiều mà chỉ nói ngắn gọn. chương 13, ngôi sao hãng nhất. Alo, bây giờ cô đang ở đâu? Đến làm giúp tôi một chuyện, đúng rồi, tôi sẽ gửi địa chỉ cho cô ngay. Sau khi cúp điện thoại, Lạc Tú gửi địa chỉ qua rồi không nói gì cả. Hừ, thuộc Phi à, cô tìm được tên bạn trai đầu óc bệnh hoạn rồi hồ mỹ kim khinh thường nói sau đó đứng dậy bỏ đi những người khác nối đuôi nhau mà đi còn trương thục phi thì bực bội ấm ức ngồi trên ghế sofa ở khu vực nghỉ ngơi bên ngoài lạc tú đã khiến cô ta quá thất vọng rồi có thể nói là vô cùng thất vọng không ngờ chỉ sau nửa năm không gặp người mà cô ta quen biết lại trở nên như thế này hay đây mới chính là con người thật của lạc tú sau khi mọi người rời đi trương thục phi mới bước vào văn phòng lạc tú anh có ý gì trương thục phi quát lớn nói ý gì là ý gì anh chê em chưa đủ mất mặt hay sao tối hôm qua vì anh mà em với ba mẹ đã cãi nhau hôm nay lại vì anh mà em bị đồng nghiệp chê cười ở căn tin lạc tú nhà anh nghèo nên có thể người ta hơi coi thường anh cho rằng anh không xứng với em nhưng anh càng sĩ diện thì mọi người lại càng coi thường anh không phải em giới thiệu anh vào công ty là để anh khiến em mất mặt đâu anh làm gì mà khiến em mất mặt chứ lạc tú xòe tay ra anh ăn mặc tử tế đến làm việc không được sao còn vừa rồi anh nói cái gì hả anh cho rằng anh là ai người khác không biết rõ nhưng em còn không rõ sao anh có thể gọi đến đây một ngôi sao ư lạc tú hãy đối diện với sự thật đi em không hiểu tại sao nhưng anh đã khiến em quá thất vọng rồi em không ngờ anh lại trở thành một người như vậy chỉ thích sĩ diện anh xem bây giờ mọi người đều nghĩ em tìm được một người bạn trai bị thần kinh rồi không phải em cũng nghĩ như vậy đó chứ lạc tú lấy ra một điếu thuốc và châm lửa mặc dù trương thục phi và anh đứng cãi nhau ở cửa nhưng lạc tú vẫn rất bình tĩnh những lời này khiến trương thục phi im bặt sau đó cô ta đóng sầm cửa đi ra ngoài còn trương định đi bộ đến khu vực hút thuốc của công ty thì tình cờ gặp nhân viên bảo vệ sao thế anh trương có chuyện gì mà vui vẻ vậy nhân viên bảo vệ chào hỏi và tiện tay đưa một điếu thuốc cho anh ta ha ha Thật ra có một tên ngốc mới đến công ty, còn nói với tôi là sẽ mời một ngôi sao đến đây. Trương Định nhận lấy điếu thuốc của bảo vệ. Ha ha ha, anh Trương à, tên đó không đi kiểm tra sức khỏe trước khi vào làm việc à? Chắc là bệnh thần kinh quá. Tôi cũng nói như vậy đấy. Được rồi, tôi đi làm việc đây. Nói chuyện phiếm được vài câu thì Trương Định đi vào, bảo vệ cũng đi ra ngoài canh cửa. Khi nhân viên bảo vệ đi ra ngoài được một lát thì một chiếc xe sang trọng dừng ở cửa nhân viên bảo vệ ra lệnh cho xe dừng sau đó một người xuống xe lam thục đoan đeo kính dâm mặc một chiếc quần bỏ sáng màu khiến cặp đùi thẳng tắp và thon thả của cô ấy trông càng mảnh mai hơn xin chào cho hỏi cô đang tìm ai vậy bảo vệ không nhận ra cô ấy vì cặp kính dâm kia lam thục đoan tháo kính dâm ra rồi nói xin chào tôi muốn tìm lạc tú cô 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 là lam thục đoan hả Cô chính là người diễn vai công chúa trong phim Thiên vực kỳ duyên phải không? Nhân viên bảo vệ sửng sốt. Lam Thục Đoan nổi tiếng đến mức nào chứ? Chỉ cần nhìn vào các quảng cáo, phim truyền hình, phim điện ảnh và hai chương trình giải trí nổi tiếng trên TV gần đây là biết cô ấy nổi tiếng như thế nào. Đây thực sự là một ngôi sao lớn, một tiểu hoa đán đang rất nổi tiếng. Một ngôi sao lớn có thương hiệu, ngôi sao hạng nhất. Chỉ e rằng cả đời này tên bảo vệ cũng chưa được tận mắt nhìn thấy con người thật của Lam Thục Đoan, cho nên trong khoảng thời gian ngắn đã kích động đến mức nói năng lộn xộn. Thục Đoan, cô có thể cho tôi xin chữ ký được không? Tôi chính là fan hâm mộ trung thành của cô đấy." Nhân viên bảo vệ rất kích động. "Hay là để lát nữa tôi đi ra sẽ ký cho vậy, tôi đến đây là tìm Lạc Tú để bàn công chuyện." Lam Thục Đoan nhắc nhở. Thật ra Lam Thục Đoan cũng không ngờ rằng tên Lạc Tú lạnh lùng đó sẽ chủ động đến tìm mình hơn nữa bởi vì sự việc tối hôm qua mà lam thục đoan vẫn ở nhà không dám ra ngoài cũng may nơi ở của lam thục đoan cách nơi này không xa lắm khi lạc tú gọi điện thoại cho cô ấy lam thục đoan vội thay quần áo rồi tới đây ngay được 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 để tôi đưa cô vào để tôi đưa cô vào mọi người đến đây xem này ngôi sao lớn lam thục đoan đến rồi nhân viên bảo vệ hét lên lập tức đám đông kéo đến đối với dân văn phòng mà nói họ rất ít có cơ hội gặp gỡ những ngôi sao màn bạc hơn nữa trong đó lại có rất nhiều người là fan hâm mộ của lam thục đoan thế là họ thi nhau đồng loạt chụp ảnh và quay video thế nào hả anh lạc khi nào thì ngôi sao lớn của anh mới tới đây lúc này trương định vẫn ở trong phòng kinh doanh đột nhiên anh ta thấy bên ngoài ồn ào nên đã đi ra ngoài vừa nhìn đã thấy lam thục đoan bị mọi người vây quanh dù sao đó cũng là người nổi tiếng khi cô ấy đứng trong đám đông thì như chim hạc lạc giữa bầy gà. Chết tiệt, đúng là đến thật hả? Trương Định không thể tin, Hồ Mỹ Kim cũng không tin, ngay cả Trương Thục Phi cũng không tin. Nằm mơ, nhất định là đang mơ, làm sao có thể chứ? Xin hỏi Lạc Tú có ở đây không? Mãi cho đến khi Lam Thục đoan hỏi Trương Định thì anh ta mới hoàn hồn trở lại. Có. Vào đây tán gẫu đi. Lạc Tú đã đứng ở cửa văn phòng kinh doanh và chào Lam Thục Đoan lam thục đoan bước vào trương định định đi theo nhưng cánh cửa đã bị đóng sầm lại giờ phút này tất cả mọi người đều không còn tâm tư để làm việc tất cả đều đứng ở cửa chờ vừa rồi mọi người đã tận mắt chứng kiến cảnh tượng trong cuộc họp không ai nghĩ rằng lạc tú có thể mời đến một ngôi sao bây giờ lạc tú không chỉ mời đến một ngôi sao mà còn là một ngôi sao lớn nữa chết tiệt hôm nay đúng là gặp ma rồi trương định không thể tin được hồ mỹ kim và lý tuyết cũng vậy trương thục phi càng không thể tin được lạc tú mới chỉ đến tân châu được một ngày tại sao anh lại có thể quen biết được với lam thục đoan chứ phải biết rằng ngay cả phú nhị đại như trương định cũng không thể quen biết với những ngôi sao lớn như lam thục đoan tại sao tên nhóc lạc tú nghèo kiết xác lại quen biết được với người như thế chứ được rồi cứ quyết định vậy đi sau này cô sẽ làm người đại diện giúp công ty chúng tôi giá cả thế nào đây anh hứa với tôi một điều kiện thì sẽ được miễn phí. Lam Thục Đoan cười danh mãnh. Chuyện gì? Lạc Tú hỏi. Tôi mời anh ăn cơm, anh không được từ chối. Lam Thục Đoan mỉm cười, cô ấy đã biết Lạc Tú không phải người thường. Đổi lại nếu là một người bình thường, đừng nói từ chối, e rằng họ sẽ cố gắng hết sức để mời Lam Thục Đoan đi ăn cho bằng được. Nhưng đối với Lạc Tú thì ngược lại, bởi vì cô ấy chắc chắn biết rằng lai lịch của Lạc Tú không hề nhỏ anh đã giết người mà cảnh sát vẫn không tìm đến anh thì không cần nghĩ cũng biết rồi. Thành giao, Lạc Tú cũng không từ chối, mà dứt khoát đồng ý ngay. Bước ra khỏi cửa, Lạc Tú đứng dậy tiến. Làm sao có thể chứ? Trương Định vẫn không thể tin được, tên nhóc con này thật sự có thể mời đến một ngôi sao ư. Làm thuộc đoàn rất đẹp, đó là kiểu đẹp từ trong ra ngoài, là kiểu đẹp mà ai cũng thích. Mặc dù Trương Thục Phi cũng rất xinh đẹp, nhưng cũng chỉ là trong mắt người thường mà thôi, nếu so với Lam Thục Đoan thì Trương Thục Phi thua xa. Không hiểu sao lúc này nhìn thấy Lạc Tú và Lam Thục Đoan đang đứng cùng nhau thì Trương Thục Phi lại thấy dâng lên nỗi ghen tuông vô cớ. Trương 14, cược 10 thua 9. Buổi chiều tan làm, Trương định muốn mời mọi người đi ăn tối. Thật ra Lạc Tú cũng không định đi nhưng những đồng nghiệp khác trong công ty đều cố gắng mời, dù sao thì không phải người nào cũng là đồ mắt chó không coi ai ra gì, hơn nữa vẫn có một vài người vẫn cực kỳ thích lạc tú dù sao hôm nay lạc tú đã mời đến một ngôi sao có lẽ các mối quan hệ của lạc tú không đơn giản như trong tưởng tượng cuối cùng lạc tú quyết định đi trước hết vì công ty này đã cho anh nên anh cũng cần phải lấy lòng mọi người cũng nhìn xem ai có thể ở lại và ai không thể đối với những người mà lạc tú không thích lạc tú sẽ để họ cút xéo toàn bộ công ty đã thuộc về lạc tú anh không thể khiến cho mình khó chịu được Thứ hai, còn một chuyện nữa, đó là Lạc Tú muốn đợi đến lúc ăn cơm sẽ nói rõ việc cắt đứt quan hệ với Trương Thục Phi, từ nay về sau đường ai nấy đi, không liên quan gì đến nhau nữa. Xe của công ty đã bị mấy đồng nghiệp khác chiếm dụng, Trương Định dẫn theo Trương Thục Phi và Hồ Mỹ Kim, rõ ràng vẫn còn chỗ nhưng Trương Định lại thò đầu ra nói với vẻ khinh thường. "Xin lỗi, Lạc Tú, đây là xe mới của tôi, anh ngồi vào sợ sẽ làm ô uế nó mất." Lạc Tú cũng không tức giận, mà đứng ở ven đường chuẩn bị đón taxi. Hừ, e rằng cả đời này anh ta sẽ không thể ngồi trên một chiếc xe sang trọng như vậy. Hồ Mỹ Kim ở trong xe mỉa mai một cách trắng trợn. Và đúng là Lạc Tú đã bắt taxi đến đó. Địa điểm ăn uống là một câu lạc bộ tên là Hải Nguyệt Tiểu Trúc, tầng trên có nhà hàng và tầng dưới là quán bar, đây là một nơi tương đối cao cấp. Ngay khi cả nhóm vừa bước xuống xe, Lý Tuyết đã đi tới ôm một người đàn ông cao giáo đẹp trai, đó là bạn trai của Lý Tuyết tên là Vương Thông. Hơn nữa trên người mặc toàn hàng hiệu, vừa nhìn đã thấy thật vinh váo hung hăng. Ngay cả Lạc Tú cũng nhìn anh ta, bởi vì ngoài ngoại hình cao 1m90 kia thì rõ ràng tên Vương Thông này chính là con nhà luyện võ. Tuy nhiên, Lạc Tú chỉ nhìn anh ta một chút xíu rồi lập tức nhìn đi chỗ khác, dù sao một kẻ luyện võ ở thế tục thì chẳng là gì trong mắt Lạc Tú cả. Lý Tuyết kéo Vương Thông sát vào trong vòng tay của mình, sau đó giới thiệu với mọi người đầy vẻ khoe khoang. Đây là bạn trai của tôi, Vương Thông. Anh Thông, anh Thông. Một đám người vây quanh và bắt đầu xuống xít làm quen, thậm chí Trương Định là kẻ luôn tỏ ra kiêu căng ngạo mạn cũng gọi anh ta một tiếng anh Thông. Bởi vì nghe nói Vương Thông có lai lịch gì đó ghê gớm lắm, đối với người bình thường thì phải nịnh bợ vài câu rồi. Chỉ có duy nhất là Tú vẫn đứng bên cạnh, không hề tỏ vẻ gì cả. Anh là bạn trai của Thục Phi à? nhìn không ra đó nha, tư thái cũng thật cao ngạo đó. Vương Thông nhìn thấy những người khác đều gọi mình là anh Thông, mà Lạc Tú thì lại đứng sang một bên, đương nhiên là không hài lòng rồi. Ngay sau khi anh ta vừa dứt lời, biểu cảm của mọi người lập tức thay đổi, một số người lại còn tỏ vẻ hả hê khi thấy Lạc Tú bị nói như vậy. Đây chính là vừa đến đã đắc tội với Vương Thông rồi. Lạc Tú hơi mỉm cười, đã bao nhiêu năm rồi anh chưa bị một đám run dế xếp hàng khiêu khích hết lần này đến lần khác nhỉ nhưng dù sao thì hôm nay cũng là đến ăn cơm đương nhiên lúc này vương thông sẽ không gây phiền phức cho lạc tú quả thật vương thông kia cũng có bối cảnh hùng hậu nhưng trong mắt lạc tú đó chỉ là một tên côn đồ không ra gì mà thôi vì vậy lạc tú không thèm để ý đến vương thông mà cứ thế bước đi hừ thật là ngông cuồng lát nữa tôi xem anh đẹp mặt như thế nào vương thông khinh thường nói đúng là ở đây anh ta cũng có một ít thế lực mấy tên côn đồ cũng quen biết với anh ta hơn nữa anh ta ỷ mình biết phó công nên đối phó với một người không có bối cảnh cũng chẳng biết phó công như Lạc Tú chẳng phải rất nhẹ nhàng hay sao? Cho nên Vương Thông quyết định sẽ tìm cơ hội để dạy dỗ cho tên oát con không biết trời cao đất rộng này một bài học. Đoàn người lên lầu và yêu cầu một phòng riêng, còn Vương Thông thì tự giới thiệu mình với mọi người bằng giọng điệu khoe khoang và thị uy. Cũng không có gì, chỉ là bình thường hay đi lại với anh Bưu mà thôi. Khi nhắc đến anh Bưu, sắc mặt của mọi người đều thay đổi. Hồng Biêu. Đó là một ông lớn ở Tân Châu, nhìn bề ngoài, ông ta là một doanh nhân lớn với vô số tài sản, nhưng trong bóng tối lại là ông vua của thế giới ngầm ở Tân Châu. Dù nói như thế nào thì cũng phải nể mặt ông ta vài phần. Hai năm trước, tại Tân Châu đã xảy ra một vụ án kinh hoàng, lúc đó 7 người thiệt mạng và 25 người bị thương, tất cả đều do một tay anh Biêu thao túng. Có thể nói, anh Biêu ở Tân Châu chính là một tay che trời. Mà thật ra hải nguyệt tiểu trúc này cũng chẳng sạch sẽ gì, trên lầu có một sòng bạc, đương nhiên nơi này cũng thuộc sở hữu của Hồng Biêu. Trong bữa ăn, mọi người đều vây quanh nịnh bợ vương thông và trương định, không ngừng kính rượu và nói những lời khách sáo. Còn lạc tú thì sao? Không ai để ý tới anh hết, ngay cả trương thục phi cũng không để ý tới lạc tú, cứ xem anh như là người thừa vậy. Sau khi ăn xong, vương thông đứng dậy và nói. Có muốn lên lầu chơi vài ván không? nhưng anh thông, chỗ đó. À, không sao, chỗ đó là của anh Bill, tôi quen mà. Vương Thông đắc ý nói. Dưới sự thuyết phục của Vương Thông, cuối cùng đám người cùng nhau đi lên. Trên lầu chật ních người, đầu đầu cũng là những kẻ đang chơi bài, sát phạt nhau. Mà xung quanh là mấy tên đàn ông lực lưỡng đang đứng canh chừng. Ngay khi vừa bước vào, Vương Thông đã hào phóng móc ra một vạn đưa cho Lý Tuyết, trong khi Trương Định còn hào phóng hơn, đưa hai vạn cho Hồ Mỹ Kim sau đó hồ mỹ kim và lý tuyết nhìn trương thục phi với vẻ khoe khoang trương thục phi nhìn lạc tú nhưng lạc tú lại như không nhìn thấy chẳng tỏ vẻ gì cả điều này khiến cho trương thục phi cảm thấy mình mất hết mặt mũi trước mặt mọi người dù sao bạn trai của bạn thân cô ta thật hào phóng vừa ra tay đã xòe ra một vạn hai vạn còn lạc tú đừng nói là một vạn mà ngay cả một xu cũng chẳng có người anh em không bỏ tiền cho bạn gái chơi sao Vương Thông cố ý nói. Cược 10 thua 9, huống chi là sòng bạc chứ. Không nên chơi, Lạc Tú khoát tay, cũng là nhắc nhở Trương Thục Phi. Nhưng Trương Thục Phi nghe vậy thì lập tức thất vọng, nếu như Trần Hữu ở đây thì sẽ đưa cho cô ta một ít tiền để chơi nhỉ. Trương 15, thắng lại là được. Lạc Tú chẳng thèm để ý tới câu khiêu khích này. Nhưng Trương Thục Phi lại thoáng nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt thất vọng, gan to chết no, gan nhỏ chết đói, câu này hẳn là dành cho những người như Lạc Tú. Mặc dù bọn họ không biết phải đặt cược thế nào, nhưng hôm nay, vận may của Vương Thông thật sự rất tốt, chỉ cần đặt theo Vương Thông, hầu như lần nào cũng ăn. Ngay cả cô ta cũng ăn được tận 10, 20 000 lận, bằng cả mấy tháng tiền lương đấy chứ ít gì. Nhưng sao đàn ông đàn anh như Lạc Tú lại nhát như thỏ đế vậy? Sau khi thấy Vương Thông lại ăn mấy ván, rốt cục những đồng nghiệp khác cũng không kiềm chế được nữa, ngoại trừ lạc tú, hầu như ai cũng ngồi vào bàn. Lúc này, đám người trương thục phi lại ăn thêm tầm 10, 20 nghìn nữa vào tay. Nhưng sau đó, vương thông bắt đầu đánh thua. Chỉ là tất cả mọi người vừa nếm tới ngon ngọt, tất nhiên không một ai chịu thua tay về. Đừng chơi nữa, lạc tú liếc mắt nhìn trương thục phi một cái, nhắc nhở một câu. Nhưng giờ phút này còn ai nghe lọt nữa? Chỉ là thua một hai lần mà thôi, lần tới sẽ thắng lại cho xem đại, đại, đại. Ai ra? Ván nữa. Mấy người này đặt cược cũng lớn, chưa tới ba ván, tiền của mọi người đều đã thua sạch. Các vị, tiếp tục chứ. Người lắc xúc xác nhìn đám người vương thông. Còn người nào có tiền mặt không? Vương thông nhìn mọi người, số tiền mới thắng được của họ đều đã thua sạch, thậm chí ngay cả tiền vốn cũng thua hết. Mọi người ai nấy bạn nhìn tôi, tôi nhìn bạn, không ai có tiền mặt cả. Trương Định thấy vậy thì rút một tờ chi phiếu ra ném lên bàn, dù sao nhà anh ta cũng có tiền, chút tiền còn con như mấy trăm nghìn tệ không đáng bận tâm. Thế nhưng, Trương Định vừa mới lấy chi phiếu ra, người lắc xúc sắc lập tức mở miệng nói. Quy định ở chỗ chúng tôi là chỉ nhận tiền mặt. Các vị có thể vay tiền bên chúng tôi trước, người lắc xúc sắc chỉ sấp tiền mặt bên cạnh. Cho tôi mượn một trăm nghìn tệ, Trương Định trực tiếp phung tay, hào phóng vay tiền. Sau đó Vương Thông cũng vay 500.000 tệ. Những người còn lại đứng yên một bên, không có đi mượn. Nhưng trận này, Vương Thông lại thắng. Những người khác vừa thấy vậy, nhất thời lại không kiềm chế được, bắt đầu mở miệng vay tiền, dù sao ít nhất thì cũng phải ăn lại được tiền vốn chứ. Lạc Tú khẽ lắc đầu, mọi người đã bị lừa rồi. Sau khi chơi thêm vài ván, mọi người mới chợt nhận ra, bản thân không chỉ đã mượn không ít tiền, mà cũng chẳng còn may mắn như lúc trước. Ngay cả Trương Thục Phi cũng mượn hơn 50.000 tệ rồi thua sạch. Hay là đừng chơi nữa? Cuối cùng cũng có người tỉnh lại. Bỏ đi, không chơi nữa đi. Quý vị xác định mình không chơi nữa chứ? Người lắc xúc sắc nhìn đám người Vương Thông. Không chơi, Vương Thông cũng nhận ra có gì đó không đúng. Vậy mời quý vị trả nợ, tính tổng lại hết tất cả mọi người thì tổng cộng 180 vạn. Mọi người vừa nghe vậy thì hoảng loạn hét lên, bất chi bất giác Mọi người thế mà đã vay nhiều như vậy sao?" Mà Trương Định lại rất hào phóng lấy chi phiếu ra, sau đó mở miệng nói: "Tôi trả nợ giúp mọi người trước, mai mốt mọi người trả lại cho tôi sau." Chỉ là người lắc xúc sắc không thèm nhìn đến tờ chi phiếu mà Trương Định đưa ra, chỉ lạnh lùng mở miệng nói: "Tôi đã nói rồi, chỗ chúng tôi chỉ nhận tiền mặt, vừa nãy anh mượn là tiền mặt, nên đương nhiên lúc trả cũng phải trả tiền mặt cho chúng tôi. Tất nhiên, anh có thể tiếp tục vay tiền sau khi thắng thì dùng nó trả nợ. Người lắc xúc sắc lạnh lùng nhìn Trương Định. Chuyện này khiến mọi người rốt cuộc hiểu ra, nếu tiếp tục vay tiền, chỉ sợ càng mượn sẽ càng nợ nhiều, bởi vì căn bản là không thắng nổi. Chúng tôi gọi người đưa tiền tới, hoặc là cử người ra ngoài rút tiền trả cho anh, vậy không phải là được rồi sao? Lý Tuyết mất hứng mở miệng cãi lại. Các vị muốn gây sự ở đây ư? Người lắc xúc sắc lập tức vẫy tay với phía xa, sau đó vài gã đàn ông cao to hùng hổ bước tới. Sao có thể để họ gọi người đưa tiền tới chứ? Mục đích của chúng là muốn họ tiếp tục vay tiền, tiếp tục thua mà. Chúng tôi không gây chuyện, chúng tôi chỉ. Quý vị, tôi xin lặp lại lần nữa, hoặc là lấy tiền mặt ra trả nợ, hoặc là tiếp tục mượn tiền chúng tôi để đánh cược tiếp. Người lắc xúc sắc nói thẳng. Người anh em, tôi cũng dưới chướng anh Bill mà, giống anh đó. Mẹ kiếp, đứa nào nói dưới chướng anh Bill? Nào, đứng ra đây cho tao xem thử. Tầm bảy tám người bước vào từ cửa sau của sòng bạc, đi đầu là một người đàn ông cường tráng với mái tóc húi cua, cả người bốc mùi kẻ cướp nồng nặc. Còn Vương Thông, vừa nhìn thấy mặt người kia, anh ta lập tức biến sắc. Bởi vì người này không phải ai khác mà chính là một trong số những tay chân của Hồng Biêu, A Đao. Ở Tân Châu Trắng đen lẫn lộn như vậy, có lẽ ít người biết tới Hồng Biêu, nhưng sẽ không một ai không biết A Đao. Mày nói mày là đàn em của anh Bill sao? A à, Đao trực tiếp dẫn người tới trước mặt Vương Thông. Anh Đao, em. Chát, A à, Đao vông tay cho ngay Vương Thông một cái tát vào mặt. Hôm nay, vừa lúc anh Bill tới dưới lầu ăn cơm, có cần tao gọi anh ấy lên đây giúp mày một tiếng không? A à, Đao cười khẩy. Vương Thông lập tức sợ tới mức im thiên thiết. Nếu Hồng Bill lên đây thật, chuyện xảy ra hôm nay chắc chắn không còn cách nào cứu vãn nổi nữa. Anh ta chỉ là cáo mượn oai hùng thôi. Chứ loại người thấp hèn như anh ta làm gì có cơ hội quen biết với người như Hồng Biêu chứ? Anh Đao, anh. Bốp, a à, đao nhấc chân, đá thẳng một cước. Con mẹ nó, mày cũng có tư cách gọi tao là anh Đao à? Một đá này vô cùng ác độc và mạnh bạo, trực tiếp đá văng một người cao 1.8 mấy như Vương Thông bay ra xa 5, 6 m Đám người Trương Thục Phi đã bao giờ nhìn thấy cảnh tượng này đâu. Dù sao bọn họ cũng chỉ là một đám nhân viên thuộc đội ngũ làm công ăn lương mà thôi. Lúc này đã bị tình huống trước mắt dọa tới nỗi mặt mũi trắng bệch. Có tiền mặt để trả không? A à Đao lạnh lùng nhìn Trương Định, dọa Trương Định sợ tới mức rụt cổ lại. Chát. A à Đao lại vung tay, tặng anh ta một bạt tai. Mẹ kiếp, tao hỏi mày có tiền mặt trả nợ không? Trương Định bụng mặt lắc đầu. Không trả tiền mà còn muốn đi à? A à Đao uy hiếp hỏi lại. Không có thì mượn tiếp, khi nào thắng thì trả lại, hiểu chưa? A à, đao lạnh lùng quét mắt nhìn mọi người. Mượn tiếp. Nếu thật sự mượn tiếp, chỉ sợ số nợ sẽ ngày càng lớn. Trương Định dám mượn tiếp sao? Không dám, bởi vì căn bản là không thắng được, nếu hôm nay anh ta tiếp tục vay tiền để cá cược, rất có thể sẽ cược đến nỗi khiến nhà anh ta phá sản. Chuyện này khiến tất cả mọi người luống cuống hết tay chân, đặc biệt là mấy người chỉ biết làm công ăn lương. Vừa nãy bọn họ bị Vương Thông đầu độc, đầu óc nhất thời nóng lên mới đi vay nợ. Giờ phút này số nợ của họ đã lên tới mấy vạn rồi, với số tiền lương chỉ 3-4 nghìn mỗi tháng của họ thì biết trả đến lúc nào mới xong. Có người thậm chí đã sợ đến tái xanh mặt mày. Lạc Tú liếc mắt nhìn mọi người, anh vốn không định nhúng tay vào, nhưng lúc này, nhìn mấy công nhân viên của công ty vì mượn số tiền lớn mà âu sầu buồn bã, dù sao cũng là nhân viên của mình, cho nên Lạc Tú chỉ đành thở dài một tiếng. Cho tôi mượn một vạn, một giọng nói không hợp với không khí lúc này bất chợt vang lên. Mọi người quay đầu lại nhìn, phát hiện người đang nói lại là Lạc Tú. "Lạc Tú, không thể mượn được, một khi mượn sẽ nợ càng nhiều đó." Trương Thục phi kinh ngạc nhắc nhở. Giờ này tất cả mọi người còn đang nghĩ cách khác để giải quyết, thế mà anh lại muốn mượn tiền ư? "Thắng lại là được." Giọng nói của Lạc Tú vô cùng bình tĩnh. Nhưng mọi người lại quay sang nhìn Lạc Tú như đang nhìn một thằng ngu. Thắng lại ư? Anh lấy cái gì để thắng lại? Bây giờ, tất cả bọn họ đã biết, ở cái sòng bạc này, căn bản là không thắng nổi, chắc chắn cái tên lắc xúc sắc kia có vấn đề. Audio điện tử võ tấn bền chương 16, Đại Lão của Tân Châu Cược tiểu sao, mọi người nghe câu này xong, suýt nữa đã phun ra một ngụm máu tươi vì tức. Người ta còn chưa lắc xúc sắc, vậy mà anh đã đặt cược là tiểu sao ngay cả trương thục phi cũng giận đến mức suýt thì chửi bậy. ta đau liếc mắt nhìn thoáng qua lạc tú với vẻ châm chọc, đúng là gặp phải tên ngu ngốc. người lắc xúc sắc ở nơi này không chỉ có kỹ thuật điêu luyện, muốn ra đại thì có thể lắc ra điểm đại, mà thậm chí còn có thể lắc ra số điểm tùy theo ý thích của anh ta. hơn nữa đống xúc sắc này có cơ quan riêng biệt, có thể quyết định tiểu hay đại ngay trong nháy mắt nó được mở ra. có cơ quan và cao thủ như vậy chấn giữ mà còn muốn giành chiến thắng ư? đúng là người si dại nói chuyện viển vông. Quan trọng hơn là vừa rồi Lạc Tú đã dành trước nói anh muốn đặt tiểu. Vậy người ta chỉ cần tùy tiện động tay động chân một chút đã có thể lắc ra điểm đại, thế chẳng khác nào còn chưa đánh bạc đã chắc chắn bị thua. Phương Thông và những người khác nhìn Lạc Tú đầy oán hận. Đặc biệt là vừa rồi A Đao đã nói để Lạc Tú đại diện cho tất cả bọn họ. Xong rồi, kết thúc cả rồi. Hôm nay Lạc Tú hại chết tất cả mọi người rồi. Tất cả mọi người đều nhìn Lạc Tú bằng ánh mắt trách móc. Bởi vì chỉ cần canh bạc này vừa bắt đầu thì những người kia chắc chắn sẽ không để Lạc Tú rời khỏi bàn, mà lúc ấy, những người đó cũng sẽ gom tất cả bọn họ tính cùng một chỗ. Bây giờ Lạc Tú không chỉ đại diện cho chính mình, mà còn đại diện cho tất cả bọn họ. Hôm nay Lạc Tú đã vay bao nhiêu tiền ở đây, bọn họ đều phải giúp trả bấy nhiêu tiền. Tuyệt đối không thể chắc chắn sẽ tán ra bại sản. Trương Thục Phi lo lắng nhìn Lạc Tú, cô ta không ngờ Lạc Tú lại có thể ngu xuẩn đến vậy. Lạc Tú, hôm nay anh đừng có hại chết tất cả chúng ta đấy. Rốt cuộc Trương Thục Phi cũng không nhịn được nữa. Anh có thể thắng, Lạc Tú nói thản nhiên. Mặc dù người lắc xúc sắc là một cao thủ nhưng muốn dùng những mánh lưới lừa bịp này trước mặt Lạc Tú thì đúng là chuyện buồn cười. Lạc Tú chỉ cần khẽ động thần niệm đã đủ biết đối phương thay đổi đại tiểu thế nào chỉ trong khoảnh khắc chớp mắt khi chiếc nắp được mở ra tiểu vẻ mặt của tất cả mọi người đều sững sờ ngay cả người lắc xúc sắc cũng ngơ ngác người nọ nhìn chằm chằm vào con xúc sắc suốt vài giây mà vẫn chưa kịp phản ứng không nên thế này sao lại có thể ra tiểu được chứ thắng ư vương thông và những người khác nhìn lạc tú không dám tin mẹ nó vậy mà cũng có thể thắng được ư tiếp tục được người lắc xúc sắc cười khẩy một tiếng anh ta chỉ nhất thời xảy tay mà thôi, lần tiếp sẽ cho người thanh niên này biết rõ lợi hại. Đặt đại hay đặt tiểu? Tiểu, Lạc Tú vẫn bình tĩnh nói. Tiểu, vẫn là tiểu. Đặt đại hay đặt tiểu? Tiểu, vẫn là tiểu. Sau vài chục lần kêu, người lắc xúc sắc đã cảm thấy hơi choáng váng. Vẫn cứ là tiểu, mặc kệ anh ta kích thích cơ quan ẩn bên trong thế nào thì kết quả cuối cùng vẫn là tiểu. Nhìn sấp tiền mặt gần 200 vạn trước mặt, lạc tú liếc mắt nhìn người lắc xúc sắc tôi trả đủ tiền rồi bây giờ có thể đi được chưa lạc tú chậm rãi đứng dậy giữa ánh mắt kinh ngạc của mọi người trương định vương thông và những người khác còn chưa hoàn hồn rốt cuộc lạc tú thắng như thế nào vậy thằng nhóc này gặp may hay còn nguyên do nào khác tay vừa đặt tiểu mở nắp ra quả đúng là tiểu đúng vào lúc này a đao bỗng nhiên cười khẩy một tiếng người khác có thể đi nhưng mày không thể đi Oh, Lạc Tú hứng thú nhìn A Đao, trong lòng đã có chút ít cảm giác không kiên nhẫn được nữa. Mày có biết đây là chỗ của ai không? Ở chỗ của anh Bill mà mày cũng dám chơi bẩn à? Ngay khi lời này của A Đao vừa dứt, lập tức có 7-8 người chạy ra vây quanh anh. Chắc chắn A Đao sẽ không để cho Lạc Tú đi. Dù sao hôm nay Lạc Tú đã phá hỏng kế hoạch của bọn họ, nếu cứ để Lạc Tú giống trống khua chiêng rời đi như vậy thì sau này bọn họ còn mặt mũi nào để ra ngoài lăn lộn nữa rõ ràng anh bọn mày cút hay không cút đôi mắt a đao tràn ngập sát ý anh ta liếc nhìn trương định và đám người trương thục phi quát thẳng trương định và vương thông vội vàng lôi người bỏ chạy vài người khác trong công ty vẫn còn hơi do dự nhưng trương định đột nhiên lên tiếng nếu còn không đi thì hôm nay sẽ không đi được nữa bởi vì ai cũng có thể nhìn ra chuyện này đã gây ra ồn ào quá lớn rồi cho dù hôm nay lạc tú có chơi bẩn hay không thì anh cũng không thể rời khỏi đây được trương thục phi còn đang do dự nhưng bị lý tuyết kéo một hồi cuối cùng vẫn bỏ đi trái lại có một vài người còn do dự chưa đi các anh đi trước đi tôi không sao lạc tú nói với mấy người nọ họ chỉ là những người làm công ăn lương bình thường bọn họ thực sự không dám tham gia vào chuyện thế này cuối cùng mấy người kia cũng rời đi ra khỏi sòng bạc đi xuống lầu chúng ta làm thế này có phải vô tình vô nghĩa quá không dù sao lạc tú cũng vì cứu chúng ta nên mới tâm miệng đi nếu không anh thử đi lên kia một chút xem nhớ cho rõ này đó là chỗ của hồng biêu hồng biêu đấy hiểu không vương thông mở miệng mắng thẳng hoàng đế ngầm của tân châu đại ca hồng biêu ai dám trêu chọc cơ chứ nhưng mà nhưng mà cái dám anh ta dám chơi bẩn trong địa bàn của người ta hôm nay bọn họ chắc chắn sẽ phế anh ta Trương Định cũng mở miệng nói. Chúng ta có thể báo cảnh sát. Báo cái dám, anh dám báo cảnh sát thử xem, coi ngày mai có người khiến cả nhà anh gặp chuyện chẳng lành hay không. Vương Thông lại mắng. Mấy người kia lập tức bị dọa sợ. Hơn nữa những lời này của Vương Thông không phải hù dọa mọi người, mà Hồng Biêu thật sự có khả năng làm vậy. Mà lúc này, những người khác trong sòng bạc cũng đã kéo nhau đi xuống. Xem ra chuyện lần này thật sự đã gây ra ồn ào quá lớn, nếu không những người kia sẽ không làm một trận như vậy. Trương Thục Phi do dự mãi, cô ta nhìn điện thoại trong tay, hai tay còn đang phát run. Lúc này cô ta có thể lén gọi điện báo cảnh sát, nói không chừng còn có thể cứu Lạc Tú một mạng. Hoặc cô ta cũng có thể gọi điện cho Trần Hữu để Trần Hữu nghĩ cách giải quyết. Những người khác không gọi điện thoại cũng xem như hợp tình hợp lý, dù sao cũng không có người nào muốn chọc tức Hồng Biêu vì một người không liên quan như Lạc Tú. Nhưng cô ta thì khác, bây giờ cô ta vẫn là bạn gái của lạc tú thục phi bỏ đi cho dù ba của trần hữu đích thân đến đây cũng không giải quyết được chuyện hôm nay đâu lý tuyết nhìn trương thục phi khuyên nhủ cuối cùng trương thục phi để điện thoại xuống bởi vì cô ta cũng sợ lạc tú trêu chọc hồng biêu sau đó bị trả thù dù sao lúc này ai cũng không muốn gặp rắc rối lớn ở đây có người nào chưa từng nghe tin đồn về hồng biêu cơ chứ đó không phải kẻ mà những người bình thường như họ có thể trêu chọc được hơn nữa lý tuyết nói cũng đúng dựa vào thân phận của hồng biêu thì dù hôm nay có nguyên phó thị trưởng đến đây cũng không giải quyết được vấn đề này không có một ai trong nhóm người chọn gọi cảnh sát cũng không có ai gọi điện nhờ giúp đỡ được rồi chúng ta đi thôi chỉ trách anh ta không nên ra mặt nếu không thì đâu đến nỗi dẫn tới loại chuyện như vậy hơn nữa chuyện hôm nay thành ra thế này rồi ai dám giúp anh ta chứ Vương Thông nhìn đám người nói. Đã chọc vào người của Hồng Biêu thì hôm nay không nhìn thấy máu chắc chắn sẽ không ra ngoài được. Mà trong sòng bạc, sau khi tất cả mọi người đã rời đi, A à Đao nghiêng người dựa trên mặt bàn lạnh lùng nhìn Lạc Tú. Anh có chắc là muốn giữ tôi lại không? Lạc Tú cũng không quan tâm việc anh chỉ có một mình. chương 17, đợi tôi gọi người đến. Anh Biêu, Hồng Biêu, người hoàn toàn xứng danh vị vua ngầm của Tân Châu nghe nói có người chơi bẩn ở chỗ của tôi. Hồng Biêu liếc nhìn Lạc Tú một vòng đầy vẻ hứng thú. Người bên cạnh kéo một cái ghế qua, Hồng Biêu ngồi xuống ghế, sau đó có người bước lên châm một điếu xì gà đưa cho Hồng Biêu. Tôi sẽ cho cậu hai con đường để lựa chọn, hoặc là đi theo tôi lăn lộn, hoặc là hôm nay cậu phải để lại đây một cánh tay. Hồng Biêu ngạo nghễ mở miệng, ông ta là ông trùm ở Tân Châu, chỉ cần một câu nói cũng có thể quyết định sống chết của một người người bình thường vừa nhìn thấy ông ta đã không dám thở mạnh ngay cả một số người giàu có và quyền lực ở tân châu khi gặp mặt cũng phải kính cẩn gọi ông ta một tiếng anh bill đi theo ông lăn lộn ư lạc tú cười khẽ hỏi lại đúng vậy đi theo tôi lăn lộn hồng bill quay đầu nhàn nhã phun ra một ngụm khói thuốc người này có thể không coi ai ra gì mà chơi bẩn ngay dưới mí mắt đám a đao đã chứng tỏ anh có chút bản lĩnh giữ lại bên người chưa hẳn là không thể nhưng ngay khoảnh khắc tiếp theo. Hừ, ông thì tính là thứ gì? Chỉ dựa vào ông mà cũng dám bảo tôi đi theo ông lăn lộn ư. Ngay khi những lời này vừa dứt, không chỉ Hồng Biêu mà cả A Đao cũng hoảng sợ nhìn Lạc Tú. Có ai sẽ ngờ Lạc Tú lại dám nói những lời như vậy chứ? Người ngồi trước mặt anh là ông trùm của Tân Châu đấy. Dưới tay ông ta có đến mấy trăm đàn em, hộp đêm và vô số quán ăn. Ở Tân Châu này có kẻ nào dám nói chuyện với Hồng Biêu như thế? Sửng suốt hồi lâu. Hồng Biêu đứng lên cười khẩy, ông ta thật sự đã bị anh chọc giận. Ồ, tôi thì tính là thứ gì à? Được, tôi sẽ cho cậu biết ngay thôi. A à, đau, đánh cho đến chết. Hồng Biêu quát lớn, ông ta vốn chỉ muốn lấy một cánh tay của anh nhưng bây giờ ông ta muốn mạng của Lạc Tú. Bằng không, một người bình thường cũng dám mắng ông ta như vậy ngay trước mặt bọn đàn em, thế mà ông ta vẫn không giết chết Lạc Tú thì sau này ông ta còn làm lão đại thế nào nữa? Anh thực sự coi cái danh ông trùm Tân Châu của ông ta chỉ là nói chơi hay sao? A Đao cầm cây dao Nepal đi về phía lạc tú. A Đao là kẻ đã từng giết người trên chiến trường, quyền pháp giết người cực kỳ điêu luyện, là tay chân số một bên cạnh Hồng Biêu. Hơn nữa trên người A Đao còn có hơi thở khát máu và sự tàn nhẫn cùng cực, rõ ràng cho thấy trên tay đối phương đã có không ít mạng người. Kẻ như vậy đúng là dân liều mạng chân chính. Thằng quát con, kiếp sau hãy nhớ cho kỹ không phải ai trên thế giới này mày cũng có thể tùy tiện trêu chọc đâu câu này nên tặng lại cho anh mới đúng lạc tú đứng nguyên tại chỗ không thèm nhúc nhích một chút chờ a đao bắt đầu ra tay a đao bày ra tư thế chuẩn bị cổ tay hơi nhấc lên dao nepan trong tay của anh ta đâm vụt về phía lạc tú tốc độ lao tới cực nhanh hơn nữa còn đâm thẳng vào ngực lạc tú vừa ra tay đã muốn lấy mạng lạc tú nhưng lạc tú lại bày ra vẻ mặt nghiền ngấm ngay khi con dao sắp đâm vào ngực anh lạc tú mới ra tay nhanh như tia chớp anh dùng tay bóp chặt cổ tay a đao sau đó vặn mạnh cổ tay anh ta ra chỉ nghe thấy một tiếng rắc giòn vang cổ tay a đao đã đứt gãy ngay sau đó con dao cũng rơi xuống sàn nhà a đao lập tức đổ mồ hôi lạnh đầy người anh ta không ngờ đối phương tuy nhìn còn trẻ nhưng bản lĩnh lại tốt đến vậy hơn nữa còn rất tàn nhẫn anh ta cảm thấy mình đã xem thường đối thủ quá rồi nhưng vẫn chưa kết thúc đâu. Sau một khắc, khi A Đao còn chưa kịp nhìn rõ tình huống thì đã nghe một tiếng, bịch, thật lớn. A Đao có cảm giác như mình bị một con tê giác đụng chúng, bị hút văng ra xa bảy tám thước, muốn bỏ cũng không bỏ dậy nổi. Lúc này A Đao mới kịp phản ứng lại, xem ra hôm nay anh ta đã đá trúng miếng sắt, gặp phải cao thủ trong truyền thuyết rồi. Bằng không chỉ dựa vào bản lĩnh của mình, anh ta sẽ không đến mức bị người ta dùng một chiêu đánh nát như vậy. Hồng Biêu nhìn cảnh này cũng hết sức sướng sờ. Hiển nhiên ông ta không ngờ lại có kết quả như vậy. Ông ta biết rất rõ bản lĩnh của A Đao thế nào. Đó là người có thể tùy tiện hất ngã hơn chục người bình thường đấy. Xem ra lần này ông ta đã gặp phải một tay khó chơi rồi. Có điều sau đó Hồng Biêu lại cười khẩy một tiếng, như thể không hề quan tâm đến việc A Đao bị đánh bay ra ngoài, trái lại còn lộ ra vẻ mặt đang xem cuộc vui. Cũng có chút bản lĩnh đấy để tôi xem một mình cậu có thể đánh bao nhiêu người. Lên, chỉ trong thoáng chốc, một đám người đã lao vọt lên. Tất cả đều cầm theo vũ khí. Ông ta không tin một mình bên kia có thể đánh bại hơn 10 người của ông ta. Trừ khi đối phương thật sự là võ giả trong truyền thuyết. Nhưng hiển nhiên vận khí của Hồng Biêu hôm nay không được tốt cho lắm. Ông ta không gặp phải võ giả, mà là người còn kinh khủng hơn cả võ giả tiên tôn. Chỉ trong chốc lát, toàn bộ sảnh lớn đã vang lên tiếng kêu rên thảm thiết. Chưa đến thời gian giết cạn một điếu thuốc, hơn 10 người đều đồng loạt nằm trên mặt đất, còn Lạc Tú thì vẫn đứng yên ở đó, từ lúc bắt đầu cho đến khi kết thúc cũng chưa hề xê dịch chút nào. Bốn phía đều là người nằm đầy đất. Sắc mặt Hồng Biêu dần trở nên nghiêm túc, ông ta cũng là người luyện võ, bằng không thì sao có thể trở thành ông trùm ở Tân Châu. Nhưng tự hỏi bản thân về bản lĩnh vừa rồi của người thanh niên này, ông ta hoàn toàn không thể so sánh được. Tuy nhiên, Hồng Biêu vẫn giữ nguyên vẻ chấn định không sợ hãi như cũ. Suy cho cùng thì Hồng Biêu cũng được xem là ông trùm có mặt mũi ở Tân Châu. Bản thân ông ta đã từng gặp qua không ít chuyện, hơn nữa sau lưng còn có một chỗ dựa rất lớn. Không nhìn ra đấy, hóa ra cậu lại là một cao thủ võ thuật. Hồng Biêu lấy điện thoại ra, ông ta phải gọi người, hơn nữa còn phải gọi cao thủ tới hiển nhiên ông ta cũng không ngờ mình lại gặp được một kẻ tà môn như vậy. Nhưng cậu thật sự cho rằng mình có thể đánh thắng sao? Cậu có gan thì đợi tôi gọi người tới đây. Hồng bưu cười khẩy chế nhạo, sau lưng ông ta thật sự có người đấy. Được thôi, tôi ở đây chờ, để tôi xem hôm nay ông có thể gọi người nào đến. Lạc Tú không tỏ ra sợ chút nào, thật ra anh đã không còn quá kiêng rẻ thứ gì thuộc thế tục nữa. Hồng Biêu nhanh chóng gọi điện thoại. Trong biệt thự của nhà họ Diệp, Diệp song song đột nhiên nhận được một cuộc điện thoại, sau đó Diệp song song liền bước vào một phòng làm việc. Ông ơi, hình như bên phía biêu tử đang gặp chút rắc rối. Được rồi, vậy cháu đến đó xử lý một chút đi. Diệp kính mình đang cúi đầu luyện thư pháp. Được ạ, à, vậy cháu sẽ đưa A Hải đến đó một chuyến. Đi đi, tranh thủ thời gian xử lý dứt điểm mọi chuyện, sau đó đi đón anh Lạc đến khách sạn mở tiệc chiêu đãi trước hôm nay nên tóm tên nội gián kia ra rồi. Diệp Kính Bình mở miệng nói, ông ta được xem là người đương nhiệm có danh tiếng lừng lẫy một phương, thế mà có người lại dám lợi dụng sự tín nhiệm của ông ta để bán hàng giả cho ông ta nhiều năm như vậy. Diệp Kính Bình đương nhiên muốn xử lý. Mà bên trong hải nguyệt tiểu trúc, lúc này Lạc Tú đã đứng lên. Ngồi chờ người mãi cũng nhàm chán, không bằng chúng ta làm gì đó đi. Lạc Tú cười khẩy đi về phía hồng biêu. À, một tiếng hét thảm vang lên mày chờ đó người của tao sẽ lập tức tới ngay bất kể mày là ai thì con mẹ nó hôm nay mày chết chắc rồi mặc dù hồng biêu bị đánh máu chảy ròng ròng nhưng vẻ mặt vẫn cực kỳ hung ác bởi vì ông ta tin chắc rằng chỉ cần chỗ sửa của ông ta đến đây thì lạc tú nhất định sẽ chết lạc tú quả thực rất lợi hại đấy nhưng hồng biêu vẫn cho rằng chỗ sửa của mình có thể trừng trị lạc tú như cũ dù sao ở khắp Tân Châu không có ai là không sợ nhà họ Diệp. Không bao lâu sau, một chiếc ô tô đã chạy tới dưới lầu Hải Nguyệt Tiểu Trúc. Sau đó có một nam một nữ đi lên lầu. Người phụ nữ có mái tóc dài bồng bềnh, bộ quần áo giả dặn bên ngoài làm tôn lên dáng người hoàn hảo, còn người đàn ông lại là một người đầu chọc. Tên đầu trọc là một trong hai vệ sĩ lớn bên cạnh Diệp Kính Bình, cũng chẳng phải bộ đội đặc trùng đã xuất ngũ gì đấy, trái lại là một cao thủ hình ý quyền chương 18 chỉ là một con chó. Cô cả, mau, mau cứu tôi. Hồng Biêu kích động đứng dậy lau vết máu trên khóe miệng. Ông ta không ngờ Diệp song song sẽ đến, nhưng như thế thì Hồng Biêu lại càng vui vẻ hơn. Bởi vì đừng thấy Diệp song song còn trẻ tuổi, thật ra khi làm việc cô ta cực kỳ bao che khuyết điểm. Nếu Diệp song song đã đích thân đến đây thì hôm nay chắc chắn sẽ càng đặc sắc hơn nhiều. Vì vậy nên Hồng Biêu mới gấp không chờ nổi mà mở miệng kêu Diệp song song cứu mình. Hồng Bưu vốn là một tên xã hội đen đã lăn lộn kiếm cơm trên đường nhiều năm, có thể nói đây là lần đầu tiên trong đời ông ta phải chịu thiệt thòi lớn đến thế. Một khi chuyện hôm nay bị truyền ra ngoài chắc chắn ông ta sẽ bị chê cười. Cộng thêm lúc này lại nhìn thấy tên đầu chọc đi cùng Diệp song song, Hồng Bưu thoáng chốc đã tự tin hơn hẳn. Có lẽ người khác sẽ không biết nhưng ông ta thì biết rất rõ bản lĩnh của tên đầu chọc kia, tuyệt đối vượt quá tầm với của người bình thường ông ta đã từng tận mắt nhìn thấy tên đầu chọc kia dùng một trưởng đánh chết một con sư tử châu mỹ đấy với lại điều quan trọng nhất vẫn là thế lực của nhà họ diệp sau lưng bọn họ nhà họ diệp ở tân châu hay thậm chí toàn bộ tỉnh hải đông đều có danh tiếng không thấp cho dù xét khắp khu hoa đông thì nhà họ diệp vẫn là một thế lực không hề nhỏ hừ tao mặc mà kệ mày là ai nhưng hôm nay mày chết chắc rồi không thể không thừa nhận rằng ông mày lăn lộn ở tân châu lâu vậy rồi đây là lần đầu tiên tao bị người ta đánh thành thế này. Nhưng tao cũng đã nói rồi, chắc chắn mày sẽ phải hối hận. Mày thì tính là cái thá gì chứ, mày cũng xứng sao. Bốp, một tiếng thật vang, Hồng Biêu còn chưa kịp nói nốt nửa câu sau ra khỏi miệng thì đã bị tát ngã nhào xuống đất. Hồng Biêu kinh ngạc ngẩng đầu nhìn người vừa đánh ông ta, người nọ không phải lạc tú mà lại là Diệp song song. Cô cả, Hồng Biêu ngây ngẩn cả người ông ta không hiểu vì sao đang êm đang đẹp mà diệp song song lại quăng cho mình một cái tát hồng biêu ăn một cái tát mà hoàn toàn không hiểu gì cả chẳng phải họ nên đến giúp mình sao lạc tú cũng không ngờ người hồng biêu gọi tới giúp đỡ lại là diệp song song vậy nên từ nãy đến giờ lạc tú vẫn luôn đứng bên cạnh không lên tiếng mà chỉ lặng lẽ xem cuộc vui cho dù hồng biêu có nói năng lỗ mãng với anh lạc tú cũng không để ý gan của ông lớn đấy diệp song song tức giận quát hồng biêu thưa thầy thật xin lỗi vì tôi đã không quản lý chó nuôi trong nhà cho tốt đã làm phiền thầy rồi diệp song song xin lỗi lạc tú trên thực tế diệp song song cũng không xem hồng biêu là người đừng thấy hồng biêu là lão đại cả hai giới trắng đen ở tân châu mà lầm ở trong mắt của diệp song song ông ta chẳng qua chỉ là một con chó nuôi trong nhà mình mà thôi nhiều việc không tiện trong nhà họ diệp đều sẽ giao cho hồng biêu xử lý không có nhà họ Diệp nâng đỡ thì Hồng Biêu chỉ là cái dám. Đối mặt với lời mắng nhiếc của Diệp song song, Hồng Biêu chỉ dám cắn răng nhận cái tắt này, thậm chí còn không dám kêu ca nửa câu oán hận. Bởi vì mọi thứ về ông ta đều do nhà họ Diệp ban cho. Hơn nữa điều khiến Hồng Biêu sững sờ là Diệp song song thế mà lại gọi người thanh niên kia là thầy. Cô cả, cái này là... Hồng Biêu hơi khó hiểu, hình như tình huống lúc này có gì đó không đúng lắm, mở to mắt chó của ông ra nhìn cho rõ, đó là thầy của tôi, ngay cả ông nội tôi khi gặp mặt anh ấy cũng sẽ gọi một tiếng anh lạc. Hồng Biêu hoàn toàn ngây ngẩn cả người, ngay cả Diệp Kính Bình cũng gọi người thanh niên trước mặt này một tiếng anh lạc ư. Sốt cuộc người thanh niên này có lai lịch thế nào mà lại có thể khiến người được xưng là hùng sư hoa đông như Diệp Kính Bình phải gọi một tiếng anh lạc chứ? Cái đầu đã trải qua mấy mươi năm rông bão cuộc đời của Hồng Biêu choáng váng một lúc lâu vẫn không thể trở lại bình thường nhưng bất kể thế nào thì cũng chỉ có thể trách hôm nay ông ta xui xẻo thật sự đã đá phải tấm sắt hơn nữa còn là tấm sắt có gai còn không mau tới đây nhận lỗi với thầy của tôi cảm ơn thầy đã không giết diệp song song đứng bên cạnh quát lớn mặc kệ trong lòng hồng biêu lúc này có cam tâm tình nguyện hay không mặc kệ hiện tại ông ta có phải là vị vua ngầm của tân châu hay không vào giờ phút này hồng biêu chỉ có thể cúi đầu nhận sai bởi vì diệp song song đã mở miệng rồi cho dù Hồng Biêu có lợi hại hơn nữa thì liệu có thể đối đầu với nhà họ Diệp hay sao? Thật xin lỗi anh Lạc, là do tôi có mắt không tròng đã khiến anh khó chịu rồi. Thái độ của Hồng Biêu rất cung kính, không dám tỏ ra mảy may bất mãn. Cho dù trong lòng ông ta thật sự cảm thấy bất mãn thì cũng không dám để lộ ra ngoài. Ai mà ngờ được chỗ dựa mình gọi tới nhờ giúp đỡ lại là học trò của người ta chứ? Vị vua ngầm của Tân Châu, lão đại đứng đầu hai giới đen trắng cứ thế mà nhận thua trước mặt một thanh niên. Xong, nếu Hồng Biêu có thể biết được thân phận thực sự của Lạc Tú, sợ rằng ông ta sẽ chỉ nghĩ tới thôi đã sợ, lại càng không dám oán hận nửa câu. Bây giờ, ông còn muốn tôi đi theo ông lăn lộn nữa không? Lạc Tú cười khẩy hỏi lại. Anh Lạc nói đùa rồi, trước đây đều do tôi có mắt không chồng, kính xin anh Lạc dơ cao đánh khẽ. Đầu hồng biêu dịn đầy mồ hồi lạnh, trong lòng hối hận không thôi đi theo ông ta lăn lộn ư? Ông ta còn là con chó dưới quyền học trò của người ta kìa, thế mà còn muốn người ta đi theo mình lăn lộn ư? Có phục không?" Lạc Tú lại hỏi. "Phục chứ, phục chứ, đều do tôi sai, không bưu nào dám không phục, ra đời lăn lộn mà gặp phải loại chuyện này thì chỉ có thể tự trách mình xui xẻo, nào dám không phục." "Được rồi, hy vọng không có lần sau nữa, bằng không tôi không dám cam đoan đầu của ông vẫn sẽ ở trên cổ của ông nữa đâu." Lạc Tú đứng lên, lạnh lùng nói. Còn không mau tạ ơn thầy. Cảm ơn anh Lạc, cảm ơn anh Lạc, thái độ của Hồng Biêu cung kính khác thường. Sau đó Lạc Tú và Diệp song song cùng đi ra ngoài. Đợi Lạc Tú đi rồi, A Đao mới dám nhìn Hồng Biêu. Anh Biêu, đừng nói nữa, hôm nay xem như chúng ta thua, đá chúng tấm sắt. Hồng Biêu nở nụ cười khổ, ông ta không dám có ý kiến khác, dù sao đấy cũng là nhà họ Diệp chớ thấy ông ta hô mưa gọi gió ở Tân Châu mà lầm, thật ra tất cả những thứ đó đều do nhà họ Diệp ban cho ông ta cả. Nói khó nghe một chút thì ông ta chỉ là một con chó của bọn họ mà thôi. Nếu không có nhà họ Diệp, có khi ông ta chẳng sống sót nổi đến ngày mai. Vậy nên ông ta nào dám có ý kiến gì khác? Nhớ cho kỹ, nếu sau này nhìn thấy anh ta thì cung kính một chút. Đừng chủ động trêu vào anh ta, người này không dễ trêu chọc đâu. Hồng Biêu dặn dò những người phía dưới ngoài ra hãy chuẩn bị một phần hậu lễ để hôm khác tôi tự mình tới cửa nhận lỗi. Đối với người như vậy, chúng ta chỉ có thể đứng cùng phe với anh ta. Cho dù không thể làm bạn cũng tuyệt đối không thể trở thành kẻ thù. Sau khi Hồng Biêu bị đánh chẳng những không mang thù mà trái lại còn muốn nịnh bợ Lạc Tú, hết thảy những chuyển biến này hiển nhiên đều bắt nguồn từ thực lực của Lạc Tú. Hồng Biêu lau máu trên mặt, sau đó xua tay tỏ vẻ xui xẻo. Ở phía bên kia, Lạc Tú và Diệp song song lái xe đến lối vào của một khách sạn cao cấp tên Thính Nhã Hiên ở khu công nghệ cao Tân Châu. Tuy so về độ xa hoa thì khách sạn này không bằng Hải Thượng Minh Nguyệt, nhưng nếu so về độ nổi tiếng thì khách sạn này nổi danh hơn Hải Thượng Minh Nguyệt khá nhiều. Bởi vì Hải Thượng Minh Nguyệt là nơi người giàu có hay lui tới, còn Thính Nhã Hiên là nơi một số người có quyền có thế hay đến. Chương 19, anh không đủ tư cách. Bởi vì trước đó Trần Hữu từng bị đập đầu Tuy chỉ là vết thương ngoài da không quá nghiêm trọng nhưng vẫn gây ảnh hưởng đến hình tượng của anh ta. Cho nên hôm nay Trần Hữu đội mũ lưới trai, lúc nhìn thấy Lạc Tú xuất hiện ở đây, Trần Hữu còn cảm thấy khá bất ngờ. Tuy bản thân Trần Hữu không được xem là nhân vật lớn nào, theo lý mà nói thì anh ta cũng không đủ tư cách đến đây. Dù sao thì đây cũng là nơi chỉ những người có quyền thế và thực lực mới có thể đi vào. Nhưng Trần Hữu đã được hưởng kẻ ánh sáng của ba anh ta. Dù nói thế nào thì ba của Trần Hữu cũng là phó thị trưởng, mặc dù hiện tại ông ta đã nghỉ hưu nhưng những mối quan hệ trước đây vẫn còn đó, đương nhiên cũng có đủ tư cách để đến đây ăn cơm. Vậy nên Trần Hữu cũng có thể đi theo. Nhưng lúc này Lạc Tú lại xuất hiện ở đây, điều này khiến Trần Hữu có chút ngạc nhiên. Trần Hữu nhìn thấy Lạc Tú, đương nhiên Lạc Tú cũng phát hiện ra Trần Hữu. Nhưng dù đã nhận ra Trần Hữu, Lạc Tú cũng không để ý tới anh ta đối mặt với kẻ thù kiếp trước của mình cho dù lạc tú đã trở thành tiên tôn thì trong lòng anh cũng không buông bỏ được nhưng ngay hôm nay và ngay tại nơi này lạc tú sẽ không cố ý tìm trần hữu gây chuyện dựa vào thực lực bây giờ và thực lực trong tương lai của anh lạc tú có rất nhiều thời gian và cơ hội để chơi chết trần hữu tuy nhiên lạc tú phớt lờ trần hữu không có nghĩa là rắc rối sẽ không tự tìm tới cửa lúc này trần hữu đang đứng cạnh một cậu ấm thế hệ thứ hai rất có quyền lực hoặc cũng có thể nói tất cả những người người trẻ tuổi có thể tới đây đều là người thuộc thế hệ thứ hai có chỗ dựa sau lưng vô cùng mạnh mẽ dù sao thì nơi này cũng là một khách sạn cực kỳ cao cấp tựa như cậu ấm thế hệ thứ hai đang đứng bên cạnh trần hữu đây giá trị con người hơn trăm triệu nhân dân tệ không chỉ có năm xưởng gia công lớn ở tân châu mà dưới tay còn có không ít người lăn lộn ngay tại khu vực trung tâm thành phố tân châu này sao anh cứ nhìn chằm chằm người trẻ tuổi đằng kia vậy cậu ấm kia đứng bên cạnh trần hữu tò mò hỏi lúc này trần hữu còn đang ngạc nhiên đây lạc tú từ thị trấn lên đây trần hữu rất chắc chắn về điều này bởi vì trương thục phi sẽ không nói dối anh ta hơn nữa ngày đó khi ở nhà trương thục phi ba mẹ trương thục phi cũng đã nói như vậy vậy sao lạc tú lại dám đến nơi này vừa không có bối cảnh vừa không có quan hệ với ai một tên nông dân bình thường nho nhỏ như anh mà cũng dám tới khách sạn tư nhân cao cấp thế này sao sau một thoáng ngạc nhiên trần hữu mới mở miệng đáp lời người bên cạnh tôi biết người này ồ cậu trần quả nhiên có mối quan hệ rộng rãi người đó là ai vậy là người nhà của gia đình quyền quý nào trong giới sao giới thiệu để bọn tôi làm quen với nào một gã béo khác nói suy cho cùng thì họ vẫn luôn sinh hoạt trong vòng tròn lẩn quẩn này mọi người chắc chắn sẽ kết bạn với nhau thường xuyên hừ quyền quý chó má gì chứ anh ta chỉ là một tên nông dân quen từ thị trấn lên thành phố mà thôi. Trần Hữu tỏ vẻ khinh thường, dù sao hôm qua anh ta không chỉ mất thể diện trong nhà Trương Thục Phi mà Lạc Tú còn để lại ấn tượng không tốt với Trần Hữu Thật hay giả đấy, ai cũng biết những người tới đây đều là người có địa vị, người bình thường cũng chẳng dám tới đâu. Cậu Lưu chứ có không tin, tôi lừa anh chuyện này để làm gì chứ? Hôm qua tôi còn gặp mặt anh ta trong nhà một người bạn nữa kia. Anh ta thực sự là một tên nông dân quèn từ thị trấn mới lên, vừa không có quyền vừa không có thế. Trần Hữu mở miệng giải thích, biểu cảm trên mặt lộ rõ vẻ khinh thường. Cho dù nhìn thấy Lạc Tú ở đây, Trần Hữu vẫn là xem thường Lạc Tú như cũ. Bởi vì nhà anh ta không chỉ có quyền có thế, mà bây giờ anh ta còn là một cổ đông trong công ty, hơn nữa sắp tới bên phía trường học cũng sắp thăng chức rồi. Với nhóm người đã thuộc nhóm con cháu thế hệ giàu có thứ hai từ khi họ còn nhỏ này, sao có thể đặt lạc tú vào mắt được chứ ồ vậy thì quên đi tôi còn tưởng là cậu chủ nhà ai không thường xuyên ra ngoài nên định bắt chuyện làm quen một phen nếu đã là tên nông dân thì tôi cũng lười gặp mặt gã béo được gọi là cậu lưu vừa nghe nói lạc tú đến từ huyện lỵ thì lập tức bày ra vẻ mặt xem thường nhưng trần hữu vẫn nhìn lạc tú với vẻ mặt không vui cậu trần có gì không hài lòng với anh ta sao gã béo được gọi là cậu lưu thấy trần hữu như vậy thì tò mò hỏi Hừ, tôi đang theo đuổi một cô gái. Người này tình cờ là bạn cùng lớp của cô ấy, hôm qua còn ở trong nhà người ta. Với lại tôi có cảm giác hai giữa hai người họ không chỉ có quan hệ bạn cùng lớp. Đương nhiên tôi vừa nhìn thấy anh ta là khó chịu, Trần Hữu cười khẩy, đáp. Với địa vị và mối quan hệ của cậu Trần ở Tân Châu thì làm gì có ai dám tranh giành phụ nữ với anh cơ chứ. Chẳng lẽ chán sống rồi sao? Cậu Lưu cười chế nhạo. Nếu nhìn thấy anh ta khiến trong lòng khó chịu Vậy thì đuổi anh ta đi khuất mắt là được. Nào, gã béo được gọi là cậu Lưu đi tới trước, bọn họ đều là cậu ấm trong gia đình quyền quý, từ nhỏ đã sống trong cảnh an nhàn sung sướng nên đã quen thói ngang ngược coi trời bằng vung. Muốn đuổi người nào thì người đó phải đi ngay lập tức. Trần Hữu thấy gã béo đi tới nên đương nhiên cũng đi theo anh ta. Rõ ràng có ý muốn khiến Lạc Tú bẽ mặt. Hừ, đáng đời mày xui xẻo, đến đâu không đến, lại nhất quyết chạy đến địa bàn của ông mày để xem ông mày có chỉnh chết mày không. Lúc này Lạc Tú đã đi tới cửa, đang chuẩn bị đi vào. Ô, không phải là, ô, anh tên là gì ấy nhỉ? Hình như gọi là Lạc Tú, đúng không? Trần Hữu bưng một ly rượu vang đỏ bước tới trước mặt Lạc Tú. Anh ta lắc lắc ly rượu trong tay, miệng ngậm xì gà, trông rất ra dáng. Nhưng trên mặt lại là vẻ châm chọc, hai mắt nhìn chằm chằm vào Lạc Tú cũng đầy sự khinh thường. Này, bạn của tôi đang nói chuyện với anh đấy, anh bị câm hay điếc vậy? Gã béo được gọi là cậu Lưu vừa bước lên đã nói năng không lễ độ. Không phải con mèo hay con chó nào nói chuyện với tôi thì tôi cũng để ý. Thấy sắc mặt đối phương không có ý tốt, Lạc Tú cũng không khách khí. Ồ ồ, giọng điệu không nhỏ nha. Anh có biết mình đang nói chuyện với ai không? Ha ha, nhìn dáng vẻ của anh đi này, chẳng lẽ muốn vào xin cơm? gã béo được gọi là cậu lưu cười khẩy chế diếu, sau đó quay đầu trầm giọng nói với nhân viên bảo vệ: hôm nay không được cho anh ta vào. Đừng nói là đã anh đắc tội bạn của tôi, cho dù không đắc tội thì người như anh mà cũng xứng vào đây ăn cơm sao? Bảo vệ nghe vậy thì hơi sừng sốt, bởi vì anh ta chỉ là một nhân viên bảo vệ mà thôi, nào dám ngăn cản người bừa bãi chứ? Chưa nói những người đến nơi này đều có bối cảnh cả. Đi gọi người quản lý của các anh đến đây cậu lưu thấy nhân viên bảo vệ đứng sững sờ mở miệng nói thêm với vẻ bực dọc nhân viên bảo vệ liếc nhìn trần hữu và gã béo một cái nhanh chân chạy đi kêu quản lý mà không dám nói thêm cái gì anh ta biết rõ những cậu ấm này có thân phận và bối cảnh không tầm thường vốn không phải người mà anh ta có thể đắc tội được anh quả là ngông cuồng đấy nhỉ hôm qua tôi vừa nhìn thấy anh đã cảm thấy khó chịu thế mà hôm nay anh còn dám xuất hiện trước mặt ông đây trần hữu bước tới chỉ tay vào mặt lạc tú quát to. Tiếng quát này lập tức thu hút không ít ánh mắt của những người xung quanh. Thậm chí còn có mấy cô gái chạy sang đây để xem náo nhiệt. Bất kể anh và Trương Thục Phi có quan hệ gì thì sau này anh cũng nên cách xa cô ấy một chút cho tôi. Nếu không đừng trách tôi không nhắc nhở anh, ở Tân Châu này, ông đây có hơn 100 cách chơi chết anh đấy. Trần Hữu đe dọa lạc tú. Trương 20, cút đi cho ông. Có ý gì, Trần Hữu nghe không hiểu lắm, Gió chợt thổi, sóng nước ao xuân gợn nổi, liên can gì đến Khanh? Một cô gái đứng ngoài hóng hớt mở miệng giải thích. Ý của anh ta là, mắc mớ gì đến anh đó? Ha ha ha, một cô gái khác che miệng cười. Câu nói này khiến cả Trần Hữu lẫn cậu Lưu lập tức không nén được cơn giận. Anh xấu như vậy nên đọc nhiều sách hơn mới phải, bằng không đã xấu lại càng thêm xấu. Lạc Tú hé môi cười khẩy một tiếng, lời anh nói khiến những cô gái đứng xung quanh cười càng lớn hơn mẹ kiếp, bớt đứng đây văn vở với tao đi, mày cho rằng mày là ai. Cậu Lưu trực tiếp mở miệng mắng. Thường ngày, anh ta thích tụ tập bên cạnh một đám công tử bột và con ông cháu cha, đã sớm dưỡng thành cái thói khinh người, giờ lại nghe thấy Lạc Tú dám chửi mình, lập tức nổi trận lôi đình. Nhưng Lạc Tú đã chạy tới cửa, chuẩn bị tiến vào. Ngăn anh ta lại, một thằng nhà quê như anh ta làm gì có tư cách bước chân vào khách sạn xa hoa sang trọng như vậy. Trần Hữu cũng mở miệng chỉ trích anh nói thêm câu nữa thử xem. Hai mắt Lạc Tú lập tức tối sầm lại. Có chuyện gì thế? Ngay lúc Lạc Tú chuẩn bị nổi giận, người phụ trách quản lý bên phía khách sạn cuối cùng cũng tới. Quản lý lý, thằng nhóc nhà nghèo này muốn lẻn vào. Cậu Lưu vừa cười khinh khỉnh, vừa chỉ tay vào mặt Lạc Tú, anh ta biết kịch hay sắp chiếu rồi. Quản lý lý, bao gồm cả thính nhã hiên đều có chỗ dựa cực lớn, cho dù là bọn họ cũng không dám đụng vào, để xem Lạc Tú làm được trò chống gì. Đúng vậy, quản lý lý, tôi biết anh ta, anh ta chỉ là một thằng nhà quê tới từ nông thôn thôi. Trần Hữu đứng một bên châm ngòi thổi gió. Chẳng lẽ người như vậy cũng có tư cách tiến vào đây sao? Quản lý lý liếc mắt đánh giá Trần Hữu và cậu Lưu, ông ta biết bối cảnh của hai người họ, không nhiều nhưng cũng chẳng ít, đủ để ông ta biết rằng bản thân không đắc tội nổi hai người đó, hơn nữa cũng không dám đắc tội. Kế đó, ông ta nhìn thoáng qua quần áo trên người lạc tú, trông chẳng có gì là quyền quý, cao sang cả, vì vậy, sau một hồi cân nhắc, ông ta mở miệng trả lời. Hai cậu, trước hết xin hãy bất giật, mời hai người vào, đây là lỗi của chúng tôi, chuyện này cứ giao cho tôi xử lý là được. Sau đó, quản lý lý nhìn về phía lạc tú, lạnh lùng nói với anh. Còn anh, rất xin lỗi, anh không thể vào. Ồ, dựa vào đâu, chỉ bằng một câu của hai người họ thì tôi đây không thể tiến vào ư. Lạc Tú lạnh lùng đáp lại. Thưa anh, thật xin lỗi, đây là quy định của chúng tôi quản lý lý cao mày nói người trẻ tuổi này không biết điều gì cả bọn họ có thể tiến vào hà lạc tú hỏi lại lần nữa anh này thân phận của hai người họ không hề tầm thường anh có thể so nổi với họ không hơn nữa chuyện họ có được vào hay không cũng đâu có liên quan gì tới anh bây giờ tôi nói thẳng anh không được phép vào bọn họ có thể vào còn tôi thì không đúng không lạc tú hỏi ngược lại đây gọi là địa vị Cả đời này anh sẽ không hiểu được đâu." Trần Hữu cười khẩy một tiếng. "Xin lỗi, tôi nói anh không thể vào thì anh không được phép bước vào." Quản lý Lý cũng không muốn nói nhiều với Lạc Tú nữa, trực tiếp nói với bảo vệ. "Không được để anh ta tiến vào." "Được, ngoài dự đoán của mọi người, Lạc Tú thế mà trực tiếp đứng ngay ngoài cửa." "Hừ, còn giả vờ trước mặt ông đây, giả vờ cái quái gì chứ?" Cậu Lưu nhìn thấy cảnh tượng này thì lại mở miệng mỉa mai. "Ồ, không phải anh giỏi lắm sao, có bản lĩnh thì tiến vào đi, Trần Hữu cũng trưng ra vẻ mặt hả hê. Còn tưởng mình là ông lớn thật hả, cuối cùng không phải chỉ có thể đứng ngoài cửa thôi sao. Cậu Lưu Đắc Y nói. Sau đó hai người nghênh ngang tiến vào, trên mặt trưng ra biểu cảm châm chọc và vui sướng khi người gặp họa. Còn quản lý Lý thì ở lại coi chừng Lạc Tú, miễn cho vừa quay đầu đi đã bị Lạc Tú chộp lấy thời cơ lẻn vào. Một lát sau, Diệp Kính Bình và Diệp Song Song cuối cùng cũng tới. Cậu Lạc, cậu đang làm gì vậy? Diệp Kính Bình thấy Lạc Tú đứng trước cửa thì cảm thấy khá kỳ lạ. Nhưng quản lý Lý đứng bên cạnh vừa nghe thấy câu này, ra đầu tức khắc run lên tê tái. Tiêu đời rồi. À, tôi muốn vào, nhưng có người không cho tôi vào. Lạc Tú nhún vai, bình tĩnh mở miệng đáp lại. Không cho cậu vào sao? Lửa giận của Diệp Kính Bình bốc lên tận trời ông ta cố ý mời lạc tú đến để giúp đỡ tuy đã tặng một chiếc xe thể thao và một công ty cho lạc tú để lôi kéo anh nhưng mấy thứ này tự thân lạc tú cũng có thể mua được bây giờ người đã mời tới được nhưng lại có kẻ cả gan dám không để người của ông ta tiến vào ư bản thân bỏ ra cái giá đắt như vậy mới mời được người tới đây bây giờ lại có kẻ ăn gan hùm mật gấu chặn khách của mình ngay trước cửa ông là quản lý ở đây hả gọi lãnh đạo của ông tới đây cho tôi sắc mặt Diệp Kính Bình lập tức thay đổi, ông ta nổi giận thật rồi. Phải biết rằng, người làm chủ sau lưng thính nhã hiên này thật ra chính là nhà họ Diệp bọn họ. Hôm nay mời Lạc Tú tới đây ăn cơm, mục đích đúng là để nhờ Lạc Tú giúp đỡ. Bây giờ lại còn có chuyện người làm không để khách mà chủ nhân đích thân mời tới tiến vào ư. Mẹ kiếp, muốn làm phản đấy hả? Không tới một phút đồng hồ, người tổng phụ trách bên phía khách sạn gần như là chạy thục mạng tới người tổng phụ trách đứng nghiêm trước mặt diệp kính bình mọi chuyện là sao người tổng phụ trách rất sợ hãi khách mà ông cụ diệp đích thân mời tới lại có người dám đuổi ra ngoài lá gan đúng là quá lớn cái tên quản lý lý kia ấp úng hồi lâu rốt cục vừa toát mồ hôi lạnh vừa kể hết mọi chuyện sau khi nghe xong hồn phách người tổng phụ trách thiếu chút nữa bị đánh cho tan tác khách do ông cụ diệp cố ý mời tới thế mà lại bị chặn ở ngoài cửa chọc mù mắt chó của ông đi người tổng phụ trách tiến lên hung hăng đá vào bụng quản lý lý một cú thật mạnh trực tiếp đá văng quản lý lý xuống bậc thang rất xin lỗi thật sự rất xin lỗi ông diệp tôi không ngờ cấp dưới lại làm ăn chảnh mảng như vậy thưa ngài rất xin lỗi là sơ sót của chúng tôi còn không mau tạ tội với khách quý diệp song song khẽ nở nụ cười lạnh lùng như mặt hồ bị phủ một lớp băng đầu tiên là hồng bưu không có mắt không ngờ tới chỗ này rồi còn gặp thêm người ở đây không có mắt nữa. Ngài Lạc, thực sự xin lỗi, xin lỗi ngài rất nhiều. Người tổng phụ trách đầu chảy đầy mồ hôi, chỉ cần hơi sơ sẩy một cái, chén cơm của mình khó giữ nổi thì thôi, chỉ sợ sẽ bị dậy dỗ đến nỗi ném luôn cái mạng nhỏ. Mẹ kiếp, ngày mai ông không cần tới nữa. Người tổng phụ trách lại đá thêm một cú vào mặt quản lý lý. Bỏ đi, người không biết không có tội. Lạc Tú cũng không quá so đo, bởi vì anh biết, Diệp Kính Bình nhất định sẽ xử lý tốt chuyện này. Sau khi Diệp Kính Bình và Lạc Tú tiến vào, bọn họ không bước tới đại sảnh, mà đi lên cầu thanh cạnh cửa vào thẳng phòng riêng trên lầu 2. Trong đại sảnh, Trần Hữu và cậu Lưu đang cùng nhau thưởng thức rượu vang đỏ. Hừ, dám đấu với ông, ông không chơi chết mày mới lạ. Ha ha ha, vừa rồi cậu Lưu thật sự rất uy phong. Trần Hữu mặt mày phơi phới. Hai thằng nhóc chúng mày yên lặng chút cho ba. Nghe nói hôm nay ông cụ Diệp sẽ mời một nhân vật lớn tới đây ăn cơm, nhớ nhìn xa một chút, đừng gây sự với người ta." Một người tầm khoảng trung niên mặc một thân đường trang giản dị mở miệng nói. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết chương 20.